Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Hai Thực Tại. Tác giả Thiền sư Sayadaw Usotika, người dịch Sư Tâm Pháp, Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, nhà xuất bản Tôn Giáo. Cuộc đời là một trường học. Tôi có một người đệ tử ở nước ngoài. Thỉnh thoảng, anh ấy gửi cho tôi một cuốn sách hay một bài viết mà anh ấy nghĩ là tôi thích. Có lần, anh ấy gửi cho tôi một trang giấy in vài dòng ngắn ngủi mà tôi cảm thấy rất thích. Đây là những gì trong trang giấy đó. Những quy luật của đời người. Bạn sẽ có một cái thân, bạn có thể thích nó hay ghét nó, nhưng nó sẽ là của bạn trong suốt cả quãng đời này. Bạn sẽ phải học các bài học. Bạn học trọn thời gian trong một ngôi trường không chính thức, được gọi là cuộc đời. Mỗi ngày trong ngôi trường này, bạn sẽ có cơ hội để học bài. Bạn có thể thích các bài học ấy, hay nghĩ rằng chúng chẳng liên quan gì, hay thậm chí còn rất ngu ngốc nữa. Ở đó không có sai lầm, chỉ có các bài học. Trưởng thành là một quá trình thử nghiệm để phát hiện chỗ sai rồi sửa. Một quá trình thử nghiệm. Những thử nghiệm thất bại cũng là một phần quan trọng trong quá trình ấy. Không khác gì những thử nghiệm thành công. Về lâu dài, chúng ta sẽ nhận những gì mình xứng đáng được nhận. Một bài học sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi chúng ta học xong bài học ấy. Một bài học sẽ thể hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau cho đến khi bạn đã học xong. Học xong rồi, bạn mới có thể chuyển sang bài học kế tiếp. Quá trình học hỏi không bao giờ chấm dứt. Không có phần nào trong cuộc sống của chúng ta mà không chứa đựng những bài học ấy cả. Chừng nào bạn còn sống, chừng đó vẫn còn có những bài học cần phải học. Ở chỗ kia không có gì tốt hơn ở chỗ này. Khi chỗ kia đó biến thành chỗ này, bạn sẽ lại thấy một chỗ kia khác tốt hơn chỗ này nữa. Mọi người chỉ là một tấm gương để bạn tự soi lại chính mình. Khi bạn yêu hay ghét điều gì đó của người khác, nghĩa là bạn cũng đang yêu hay ghét chính những điều đó trong bản thân mình. Bạn muốn tạo nên cuộc đời mình như thế nào là tùy thuộc vào chính bạn. Bạn có tất cả mọi công cụ và mọi nguồn lực mình cần. Sử dụng chúng như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Sự lựa chọn là của bạn. Các câu trả lời nằm bên trong bạn. Câu trả lời cho các câu hỏi của cuộc đời bạn ở bên trong bạn. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là quan sát, lắng nghe và tin tưởng. Rồi bạn sẽ quên tất cả những điều này. Đối với tôi, nó giống như một bản hướng dẫn cho những người chuẩn bị được sinh ra làm người. Một chúng sanh chuẩn bị được tái sanh làm người được cho những lời khuyên cần phải làm gì trong kiếp sống làm người sắp tới. Chúng ta hãy cùng xem lại những lời hướng dẫn này một cách kỹ lưỡng hơn nhé. Bạn sẽ có một cái thân. Điều này được nói cho một chúng sinh đang sắp được tái sanh vào thế giới con người. Tái sanh vào thế giới loài người, nghĩa là bạn sẽ có được một cái thân. Tuy nhiên, bạn lại không được quyền chọn thân hình cho mình. Bạn được nhận một cái. Điều đó diễn ra tùy thuộc vào quy luật nhân duyên. Con người chúng ta không thể tự đúc ra một cái thân hình như mình mong muốn. Thân hình chúng ta sẽ có những nét riêng biệt tùy thuộc vào những nhân duyên
hay còn gọi là nghiệp quá khứ. Nếu những nhân duyên đó tốt, kết quả sẽ là tốt. Nếu nhân duyên xấu, kết quả sẽ không thể tốt. Bạn có thể thích nó hay ghét nó, nhưng nó sẽ là của bạn trong suốt cả quãng đời này. Tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ kỹ về câu này. Cái thân này chỉ tạm thời là của bạn, bạn không thể giữ nó mãi mãi. Hầu hết mọi người đều tự đồng hóa mình với cái thân của họ, nghĩ rằng nó chính là mình, thật sự là mình. Chính bởi vì sự dính mắc này nên họ đều rất sợ chết. Nếu không có dính mắc, sẽ không thể có sợ hãi. Nếu chúng ta có thể nhìn lại tất cả những cái thân của những kiếp quá khứ, thấy rằng cái thân này là mình, cái thân kia cũng là mình, thì sẽ ra sao nhỉ? Hãy tưởng tượng bạn nhìn thấy chính mình sống ở những nền văn hóa khác nhau, ở những thời đại khác nhau, được sinh ra ở những chủng tộc khác nhau. Kiếp này là đàn ông, kiếp khác lại là đàn bà, và theo những tôn giáo khác nhau. Có kiếp bạn là người da trắng, kiếp sau lại là người da đen, kiếp khác da nâu, da vàng hay là những màu da nhôm nhôm trộn lẫn các loại da ấy. Nhưng thực ra chẳng có cái thân nào trong số đó là bạn cả. Nếu tình cờ bạn có được một cái thân đẹp và bám víu vào cái thân đẹp ấy của tôi, bạn sẽ rất dính mắc với nó. Bạn sẽ cảm thấy sợ hãi một ngày nào đó mình sẽ bị mất cái sắc đẹp ấy hay bị già đi. Phụ nữ thường hay sợ già, sợ mất đi sự hấp dẫn của mình. Vì vậy, họ tiêu rất nhiều tiền và tốn rất nhiều thời gian để cố gắng duy trì cái sắc đẹp ấy. Tuy nhiên, ở Myanmar, tôi lại thường nghe những người phụ nữ lớn tuổi nói rằng họ không muốn sinh ra làm đàn bà. Họ muốn được sinh ra làm đàn ông và trở thành một nhà sư. Họ than phiền rằng làm đàn bà họ bị đủ loại trói buộc và chướng ngại. Họ nói đàn ông có nhiều tự do hơn để làm những gì họ thích. Phụ nữ phàn nàn rằng là người nữ họ chẳng dám đi đâu xa một mình. Họ nghĩ đi như thế quá nguy hiểm. Tất cả chúng ta tất nhiên là đã tái sanh làm đàn ông, đàn bà vô số lần trong dòng luân hồi vô tận này. Nhưng cuộc đời một người đàn ông sẽ chỉ thật sự đáng giá nếu bạn cố gắng phát huy hết mức những khả năng của mình. Nếu bạn tu tập tâm, nếu bạn luôn tinh tấn không ngừng để phát triển bản thân mình. Hầu hết đàn ông đều lấy vợ và họ nên cố gắng hết mình để sống chung thủy với người vợ của mình và để làm một người cha tốt. Nhưng họ phải hết sức cẩn thận, chớ để mình bị cuốn trôi, đuổi theo vật chất và hạnh phúc bằng cách vùi đầu trong ăn, uống, chơi bời và những thú vui tầm thường khác. Cũng chẳng có lý do gì để tự hào rằng mình đã được sinh ra làm người, nhưng có rất nhiều lý do để hết sức cố gắng tận dụng hoàn toàn đầy đủ cuộc sống của một con người. Để khiến cuộc sống làm người đáng giá, chúng ta phải thực hành pháp, chúng ta phải liên tục học hỏi và cố gắng thấu hiểu cuộc sống ngày càng sâu sắc hơn. Chẳng có lý do gì mà phải thất vọng hay buồn lòng vì bạn đã sinh ra là một người phụ nữ. Phụ nữ có rất nhiều chức năng quan trọng trong xã hội và họ cũng có thể tu tập tâm mình. Ở trong lĩnh vực thiền tập hay học pháp, đàn ông không nhất thiết là có lợi thế hơn phụ nữ. Tất cả mọi người cố gắng tinh tấn một cách chân thành sẽ nhất định thành công và trở thành những con người ngày càng trưởng thành. Nói chung, đàn ông liên quan nhiều hơn đến các công việc bên ngoài, trong khi phụ nữ thì có xu hướng chú ý nhiều hơn đến thế giới bên trong của họ. Nếu bạn sinh ra là một người phụ nữ, thì hãy tận dụng xu hướng tự nhiên này để tu tập một trái tim nhân hậu, một cái tâm cao thượng và cố gắng phát triển trí tuệ và sự hiểu biết đúng đắn. Nếu lập gia đình, bạn cũng nên cố gắng trở thành một người vợ tốt và chung thủy và làm một người mẹ tốt. Trong bất cứ trường hợp nào, dù bạn được sinh ra làm người nam hay người nữ, bạn cần phải cố gắng tinh tấn để trở thành một con người cao thượng.
Bạn cần phải tận dụng hết mức cơ hội này để làm cho cuộc đời mình trở nên có giá trị. Trước kia, có thời gian tôi ở với một người đệ tử nhỏ tuổi của mình trong nhiều năm. Lúc đó, cậu ấy là một vị sa di. Kiếp trước, cậu ấy là một người phụ nữ và đã lập gia đình. Người chồng kiếp trước vẫn còn sống. Ông ấy cùng với các con vẫn sống ở gần đấy. Cô ấy chết khi còn rất trẻ vì đẻ khó. Thật là khó tưởng tượng sự đau đớn, thống khổ kinh khủng như thế nào khi phải chết trong lúc sinh nở. Ở bên bờ vực của cái chết, cô ấy cảm thấy vô cùng kinh hãi trước diễn cảnh phải sinh lại là một người nữ. Vì vậy, cô ấy có một khao khát mãnh liệt là muốn được tái sinh lại là một người đàn ông, nếu được sinh lại làm người lần nữa. Và cô ấy được sinh lại làm đàn ông trong kiếp này. Khi lớn lên, cậu ấy bây giờ đã thành cậu, tức một người đàn ông, đã xuất gia là một vị sa di và sau đó trở thành một vị tỳ khưu. Tuy nhiên, mấy năm sau thì cậu ấy lại hoàn tục. Bây giờ, cậu ấy mở một nghề kinh doanh của riêng mình và nuôi nấng cha mẹ. Được sinh làm một người đàn ông không có nghĩa là mình đã biết đánh giá đúng giá trị của cuộc sống làm người. Bởi vì tôi biết cậu ấy rất rõ. Câu chuyện của cậu ấy đã tác động đến tôi rất nhiều. Tôi không còn coi nhẹ cuộc đời một chút nào nữa. Và tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn tận dụng hết mức cơ hội làm người này để thực hành, để tu tập và phát triển trí tuệ đến mức cao nhất có thể. Bạn sẽ học các bài học. Đây là mục đích của toàn bộ cuộc đời bạn. Sẽ có rất nhiều thứ để bạn học, dù bạn có thích hay không. Bạn học trọn thời gian trong một ngôi trường không chính thức, được gọi là cuộc đời. Đây là một ẩn dụ thật đẹp, thật sâu sắc, nêu bật toàn bộ ý nghĩa của kiếp sống con người. Nếu tất cả chúng ta đều thực sự hiểu được rằng cuộc đời là một trường học, một cơ hội để học hỏi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tận dụng nó một cách tối đa. Nếu chúng ta thực sự hiểu rằng học các bài học của mình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, thì chúng ta sẽ chú ý cẩn thận đến những gì mình đang trải nghiệm mỗi ngày và cố gắng học hỏi từ nó. Khi thức ăn không được tiêu hóa tốt, nó sẽ không cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể chúng ta. Cũng như thế, không tiêu hóa các bài học của cuộc đời một cách kỹ lưỡng, cũng như bị chứng khó tiêu, trí tuệ sẽ không sinh khởi. Khó tiêu có thể gây bệnh đau dạ dày. Không hiểu biết về các bài học trong cuộc đời có thể dẫn đến các vấn đề tâm lý. Mỗi ngày trong ngôi trường này, bạn sẽ có cơ hội để học bài. Ở trường học này, bạn không có ngày nghỉ cuối tuần, cũng chẳng có nghỉ hè, nghỉ lễ, không có cả thời khóa biểu nữa. Trường không khai giảng vào một thời gian nhất định nào đó, và nó chẳng bao giờ bế giảng. Chỉ có các bài học đang tiếp diễn mà cuộc sống ban tặng cho mỗi chúng ta. Mỗi kinh nghiệm là một bài học, và mỗi bài học là một bài kiểm tra. Sự hiểu biết của chúng ta bị kiểm tra liên tục. Chúng ta cần có chánh niệm, sát tí và trí tuệ, panh nhá để có thể học được những bài học sâu sắc hơn trong cuộc đời. Nếu chúng ta coi nhẹ cuộc đời, nếu chúng ta sống bất cần và nhẫn tâm, chúng ta sẽ chỉ ngày càng già lão đi mà chẳng trí tuệ hơn tí nào. Tâm chúng ta sẽ không trở nên cao thượng hơn, trái tim của chúng ta không trở nên nhân hậu hơn. Trí tuệ sâu sắc nhất chỉ có thể đạt được nhờ những kinh nghiệm trong cuộc đời. Nó không thể được học từ sách vở. Các bài học của cuộc đời sâu sắc hơn bất cứ thứ gì bạn tìm thấy trong sách vở. Nếu bạn chăm chỉ thực hành chánh niệm, tứ niệm xứ trong cuộc sống hàng ngày, tháng năm trôi qua, trí tuệ của bạn sẽ tăng trưởng và cách nhìn của bạn sẽ thay đổi. Khi đã có cách nhìn đúng, bạn sẽ có thể học được những bài học vi tế hơn. Bạn cần biến việc thực hành chánh niệm trở thành một thói quen. Bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu,
luôn cố gắng ý thức hay biết về những gì đang diễn ra trong cơ thể mình, ý thức về bất cứ cái gì bạn thấy, nghe, cảm nhận, nếm, đụng chạm, hay ý thức về bất cứ cái gì bạn nghĩ, vạch kế hoạch, vân vân. Chánh niệm sati là công cụ tốt nhất để khám phá tâm mình. Cũng như trong một cái kính hiển vi cho phép bạn nhìn rõ ràng những vật vô cùng nhỏ, chánh niệm cho phép bạn nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhiệm nhất trong tâm mình. Cuối cùng, chánh niệm sẽ cho phép bạn nhìn thật sâu sắc vào trong bản chất của thân và tâm để hiểu được mối quan hệ nhân quả trong đó. Bạn có thể thích các bài học ấy hay nghĩ rằng chúng chẳng liên quan gì hay thậm chí còn rất ngu ngốc nữa. Những thứ có vẻ không quan trọng đối với những người thiếu trí tuệ lại có thể rất quan trọng hoặc sâu sắc đối với những người có trí. Bạn nhìn một cái cây chỉ là cỏ dại vô giá trị hay là cây thuốc quý là tùy thuộc vào kiến thức của bạn. Một người thiếu kiến thức về thảo dược sẽ chỉ nhổ và vứt cái cây dại có thể làm thuốc quý ấy đi. Các lương y giỏi nói rằng tất cả mọi loại cây cỏ đều có chứa dược liệu. Cũng như thế, tất cả mọi kinh nghiệm trong cuộc đời đều là những nguyên liệu thô thích hợp để từ đó chiết xuất ra trí tuệ. Ở đó không có sai lầm, chỉ có các bài học. Khi có điều gì đó không đúng, điều gì đó tồi tệ xảy đến với bạn, hãy tự hỏi mình xem tại sao nó xảy đến. Khi đó, bạn có thể có những biện pháp hay có những điều chỉnh thích hợp để không cho nó xảy đến lần nữa. Thấy và hiểu những sai lầm của mình, có những điều chỉnh cần thiết để ngăn chặn nó xảy đến lần sau, sẽ mang đến cho bạn một loại tự do. Cũng như thế, khi có việc tốt diễn ra, bạn cũng cố gắng hiểu được tại sao nó lại diễn ra như thế và cái gì làm cho nó tốt như vậy. Khi đó, bạn sẽ có thể cố gắng để tăng trưởng cái tốt đó hơn nữa. Trí tuệ sâu sắc nhất được thu hoạch từ việc học hỏi từ những sai lầm, thông qua đau khổ và thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn, tồi tệ. Tất cả những người trí tuệ đều là những người đã từng phạm rất nhiều sai lầm. Họ trở thành người trí bởi vì họ đã hiểu được cái gì sai. Và bởi vì họ đã học hỏi được từ những sai lầm của mình. Không có ai là chưa bao giờ phạm sai lầm. Người trí chỉ đơn giản là họ ít sai lầm hơn mà thôi. Không có bất cứ sai lầm nào là điều rất khó, nhưng tất cả mọi người đều có thể cố gắng ít phạm sai lầm hơn. Tất cả mọi người đều nên cố gắng tránh để lặp lại nhiều lần cùng một loại sai lầm y hệt như nhau. Trưởng thành là một quá trình thử nghiệm để phát hiện chỗ sai rồi sửa, một quá trình thử nghiệm. Khi bạn hiểu được sai lầm của mình và thay đổi, trí tuệ của bạn sẽ tăng trưởng. Cuộc đời là một sự thử nghiệm liên tục, và chúng ta phải liên tục cố gắng cho đến khi mình hiểu đúng. Chúng ta cần sửa chữa những sai lầm của mình càng nhiều càng tốt. Một số người không hề thấy được sai lầm của mình, một số người thấy được nhưng không muốn sửa. Những người như thế sẽ không bao giờ tăng trưởng trí tuệ. Những thử nghiệm thất bại cũng là một phần quan trọng trong quá trình, không khác gì những thử nghiệm thành công. Tuy nhiên, chúng ta không nên chỉ dựa vào những kinh nghiệm của mỗi cá nhân mình. Chúng ta cũng nên học hỏi từ những sai lầm của người khác. Tất cả chúng ta đều biết rằng, sử dụng một số loại hợp chất nhất định nào đó sẽ dẫn đến ngộ độc chết người. Cũng như thế, chúng ta biết những hậu quả tai hại của các chất gây nghiện, ngay cả khi chúng ta không cần phải tự mình nếm thử nó. Những người có thể học hỏi từ sai lầm của người khác sẽ ít phạm sai lầm hơn và ít đau khổ hơn. Người sống với chánh niệm và trí tuệ sẽ học hỏi được từ những khó khăn và sẽ thu được nhiều trí tuệ hơn, sẽ cố gắng làm những việc thiện, việc tốt. Những người có cách nhìn đúng, thái độ đúng sẽ có những quyết định đúng. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn thu được rất nhiều lợi ích. Những người có quyết định sai khi đối diện với khó khăn sẽ phải gánh chịu hậu quả,
và mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn với họ. Đau khổ vì sai lầm của chính mình còn tồi tệ hơn đau khổ gây ra từ sai lầm của người khác. Những người thường xuyên phạm sai lầm thường là những người có cách nhìn sai và có thể là những người thiển cận, cách nhìn hạn hẹp. Về lâu dài, chúng ta sẽ nhận những gì mình xứng đáng được nhận. Người có suy nghĩ, lời nói và hành động thiện lành nhất định sẽ có kết quả tốt đẹp, ít nhất là về lâu về dài. Đừng thiển cận, chỉ nhìn ngay trước mắt, luôn cố gắng có cái nhìn dài hạn và hãy nhìn xa đến mức có thể. Nếu bạn sống với chánh niệm và trí tuệ, nếu bạn thực sự biết trạng thái tâm của mình, bạn sẽ không bất cẩn và nhẫn tâm. Ngay cả khi bạn trở nên giàu có hay có địa vị cao trong xã hội, bạn sẽ không trở nên ngã mạn kiêu căng. Bạn sẽ khiêm tốn bởi vì bạn hiểu rằng mọi thứ tốt đẹp đến với bạn chỉ vì các điều kiện thích hợp hội tụ đầy đủ cho nó đến mà thôi. Bất cứ ai đã hiểu được điều ấy sẽ luôn cố gắng tinh tấn tu tập chánh niệm và do đó sẽ ít phạm sai lầm. Những người như thế sẽ luôn tự sửa đổi bản thân mình mỗi khi họ nói, nghĩ hay làm sai điều gì. Họ cũng sẽ mở lòng hơn trước những lời phê bình, chỉ trích. Họ sẽ không bao giờ tức giận khi một người bạn tốt chỉ ra lỗi lầm của họ. Họ sẽ rất biết ơn về điều đó và cố gắng học hỏi để cải thiện bản thân mình. Những người có tài sản và địa vị có thể sử dụng nó để làm lợi cho mọi người. Có thể giúp đỡ được người khác là một niềm hoan hỷ lớn. Nếu bạn muốn tìm sự mãn nguyện lớn hơn trong cuộc đời, hãy cố gắng giúp đỡ người khác nhiều đến mức có thể. Đối với những người không có đủ chánh niệm và trí tuệ, càng giàu có và địa vị cao, họ lại càng trở nên kiêu căng và ngã mạn. Tôi có thể làm bất cứ cái gì mình muốn. Chỉ có tôi xắn tay vào thì mọi việc mới xong được. Không ai có tài và có năng lực như tôi. Tôi không quan tâm đến ý kiến người khác. Không ai có thể dạy bảo tôi phải làm gì. Khi những cảm giác tự cao tự đại ấy khởi lên, con người ta thường sẽ phạm sai lầm và gặp rắc rối. Một cái tâm gặp rắc rối sẽ không còn sáng suốt và cao thượng nữa. Một cái tâm xáo động, bất an sẽ không còn tĩnh lặng và mát lành nữa. Thật là một mất mát lớn. Nếu bạn có địa vị và giàu có mà không phát triển trí tuệ, bạn sẽ không có được một trái tim tốt lành và một cái tâm cao thượng. Cuộc đời bạn sẽ không có ý nghĩa. Thực ra, bạn đã đánh mất đi một cơ hội vô cùng quý báu mà kiếp sống làm người này đã dành cho bạn. Chết đi, bạn sẽ không thể mang theo một cái gì hết, dù chỉ là một cái tâm. Những người chỉ suy nghĩ hạn hẹp trong một kiếp sống này sẽ không thể đánh giá được hết giá trị đích thực của cuộc sống làm người. Nhưng một số người thậm chí còn suy nghĩ thiển cận và hạn hẹp hơn. Họ đắm chìm quá mức trong việc hưởng thụ các thú vui dục lạc, đến nỗi chỉ nghĩ xa hơn được tới bữa ăn kế tiếp. Rất nhiều người ngập trong cơn say bởi sự giàu có, sức khỏe và tuổi trẻ. Nhưng khi tuổi già đến, họ thường cảm thấy cuộc đời thật vô nghĩa. Họ bị loạn thần kinh và phung phí thời gian của mình vào những việc vụn vặt. Những người giàu có và địa vị cao thường cảm thấy khó sống thật, khó chân thành trong quan hệ với bạn bè và gia đình. Họ không thể chung thủy với vợ, chồng mình và vì vậy thường không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Dường như là càng có địa vị cao, họ lại càng ít bạn tốt. Đồng thời sẽ có rất nhiều người nịnh bợ để được gần gũi với họ. Họ sẽ có rất ít người thật sự trung thực, chân thành và tôn trọng ở bên mình. Chính vì vậy, họ rất dễ bị mất phương hướng, phát triển những tầm nhìn thiếu thực tế và thường nghĩ sai thành đúng. Càng có địa vị cao thì càng quan trọng là phải có ít nhất một vài người bạn thật sự chân thật và thẳng thắn. Đối với những người giàu có cũng vậy, bởi vì quyền lực và tiền bạc khiến cho bạn cảm thấy rằng mình có thể làm được bất cứ cái gì mình muốn. Một bài học sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi chúng ta học xong bài học ấy.
Chừng nào còn chưa học xong một bài học, chúng ta chưa vượt qua được kỳ thi, và vì vậy cần phải học lại lớp đó. Một bài học sẽ thể hiện ra dưới nhiều hình thức khác nhau cho đến khi bạn học xong nó. Chúng ta cần học từ nhiều bài học mà cuộc sống đã đem đến cho chúng ta trong đủ mọi hoàn cảnh khác nhau. Nếu không học được, thì cùng một loại khó khăn như thế sẽ đến đi đến lại nhiều lần với chúng ta. Một số người chẳng bao giờ học được gì từ những kinh nghiệm của họ. Họ vật vã, đau khổ vì cùng một loại khó khăn cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, năm này qua năm khác mà vẫn không học được bài học ấy. Họ chẳng bao giờ cố gắng để thay đổi cách nhìn hay thái độ của mình và vẫn tiếp tục tin rằng tất cả chỉ là do số phận hay do nghiệp xấu của họ. Đổ lỗi cho nghiệp nghĩa là bạn không muốn thay đổi. Bạn không muốn chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Bạn tự nói với mình rằng những khuyết điểm đó không thuộc về trách nhiệm của bạn. Nếu bạn thực sự mong muốn thay đổi, bạn sẽ thay đổi được. Đây là một câu chuyện có thật mà một người đệ tử mới kể cho tôi. Anh ấy là một người có học thức, giàu có. Anh thích đọc sách và vì vậy thường đến thư viện. Anh tình cờ tìm được một cuốn sách mà mình rất thích. Nhưng thật không may, cuốn sách đó không được mang ra khỏi thư viện. Và anh cũng phát hiện ra là không thể mua được bản copy nào của cuốn sách đó nữa. Một ngày, anh lén tuồn cuốn sách đó vào trong túi sách của mình và mang ra khỏi thư viện. Trong lúc lái xe về nhà, hai lần liền anh suýt gây tai nạn. Tâm anh rối tung, không còn bình an, không còn ổn định nữa. Tâm trí anh không để ở việc lái xe, nhưng cuối cùng cũng về được tới nhà an toàn. Sau khi về nhà, anh để cuốn sách đó trên bàn trong phòng mình. Mỗi khi có thời gian, anh lại tranh thủ đọc. Tuy nhiên, mỗi khi vào phòng và nhìn thấy cuốn sách, anh lại cảm thấy run cả người lên, cảm thấy mình cứ như bị nó ám ảnh. Tâm anh không ổn định, không bình an chút nào hết. Anh đã lấy một cuốn sách của thư viện mà không được phép. Mỗi khi nhìn cuốn sách, anh lại cảm thấy rất tệ và phát hiện ra rằng anh không thể tự tôn trọng mình được. Đánh mất sự tôn trọng của người khác thì không đến nỗi tệ hại lắm, nhưng đánh mất lòng tự trọng của mình thì thật vô cùng tệ. Đó là một sự mất mát lớn. Mỗi khi nhìn cuốn sách, anh lại cảm tưởng như cuốn sách đang nói với anh rằng: tôi không phải là của anh ăn cắp tôi và mang tôi đến đây, anh không công bằng, anh không trung thực, anh không nên làm như thế. Anh kể, tâm anh cứ nói hoài như vậy. Nếu bạn biết quan sát tâm mình, bạn sẽ rất nhạy cảm với những cái đúng và sai. Trong một cái tâm như thế, sẽ luôn có một ông quan tòa không thiên vị, biết rõ cái gì là đúng. Và có những quyết án chính xác, bạn không thể nói dối nó. Người đệ tử đó không phải là một người xấu. Thực ra, anh sống rất nguyên tắc và hành thiền mỗi ngày. Anh cũng cố gắng tinh tấn để ý thức về tâm mình càng nhiều càng tốt. Vì vậy, anh quan sát được tất cả những suy nghĩ đó cùng với những cảm giác không thoải mái trong mình. Sau một thời gian, tâm anh không thể chịu được sự bức xúc đó thêm chút nào nữa. Anh cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục mãi như thế này được nữa. Tất nhiên, không có ai biết là anh đã lấy cuốn sách đó từ thư viện cả. Nhưng bản thân anh ý thức rõ hành động đó của mình, và điều đó làm cho anh đau đớn. Anh nhận ra anh phải làm một điều gì đó để lấy lại sự bình an cho tâm mình. Vì vậy, anh mang cuốn sách trả lại thư viện. Sau khi mang trả, anh liền cảm thấy an tâm trở lại. Anh cũng ra một quyết định quan trọng là sẽ không bao giờ lấy bất cứ thứ gì mà không xin phép nữa. Anh đã thực sự học được một bài học từ sai lầm của mình. Không có ai là không từng phạm sai lầm. Điều quan trọng là học được gì từ chính những sai lầm của mình và không để nó lặp lại nữa. Càng nhiều sai lầm, bạn sẽ lại càng đau khổ. Nếu bạn học được từ những sai lầm của mình và thay đổi, trí tuệ của bạn sẽ tăng trưởng. Người học trò của tôi đã quan sát được những gì đang diễn ra trong tâm mình và do đó đã học được bài học và thay đổi.
Nếu bạn không biết cách chánh niệm và quan sát, tâm tham sẽ tiếp tục lớn mạnh và bạn sẽ phạm thêm những sai lầm như thế nhiều lần nữa. Khi đã học xong, bạn mới có thể chuyển sang bài học kế tiếp. Khi đã thi đỗ một bài kiểm tra, bạn có thể chuẩn bị cho một bài kiểm tra mới. Bạn sẵn sàng đối diện với những hoàn cảnh khó khăn hơn và chúng sẽ mang lại cho bạn một tầm mức trí tuệ cao hơn, sâu sắc hơn. Khi bạn hiểu rằng sự việc này thật sự là việc tốt và thực hiện nó ngay lập tức, bạn cũng sẽ có được nhiều trí tuệ hơn. Nếu bạn không làm gì hết, thì bạn cũng sẽ chẳng học được gì cả. Học được gì cả. Học được gì cả. Học được gì cả. Việc học hỏi sẽ không bao giờ chấm dứt. Lúc nào cũng có những bài học cho chúng ta học hỏi. Chúng ta phải học những bài học và tăng trưởng trí tuệ cho tận đến khi chúng ta từ giã cõi đời. Khi thực hành thiền tứ niệm xứ, chúng ta không nên chỉ thực hành nó vào lúc rỗi rãi hay đặt ra một khoảng thời gian riêng biệt nào đó để thực hành. Chúng ta cần cố gắng hết mình để tạo nên một thói quen sống với chánh niệm, ý thức đầy đủ về chính mình từ giây phút đầu tiên khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ. Khi chánh niệm bị lãng quên, tâm si có mặt ngay tức khắc. Khi tâm si có mặt, trí tuệ sẽ không thể sanh khởi và bài học đó chưa học xong. Vì vậy, chúng ta phải phấn đấu để luôn luôn sống với chánh niệm, ý thức trọn vẹn về những gì đang diễn ra trong thân và tâm từng giây từng phút trong suốt cả cuộc đời, cho đến tận hơi thở cuối cùng. Tất cả những gì chúng ta cảm nhận và trải nghiệm đều là pháp, tức là những định luật và hiện tượng của tự nhiên. Tất cả mọi thứ đều vô thường, đều vô ngã, không có một cái tôi nào trong đó. Chúng ta cần sống với sự hiểu biết rằng không có cái gì trên đời này đem lại sự thỏa mãn thật sự cả. Chúng ta cũng cần phải hiểu những điều này một cách rõ ràng trong tâm vào giây phút cái chết đến bên cạnh. Chết một cách bất lực và đầy sợ hãi thì không tốt một tí nào. Cuộc đời là cuốn sách tuyệt vời nhất. Thân chúng ta là cuốn sách tuyệt vời nhất. Tâm chúng ta là cuốn sách tuyệt vời nhất. Những hiểu biết sâu sắc nhất chỉ có thể thu được từ chính cuộc đời. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình mỗi ngày. Ngày hôm nay, tôi có thu được thêm chút hiểu biết hay trí tuệ gì không? Một ngày trôi qua mà không có thêm được chút trí tuệ nào, chỉ ngập trong ăn, uống, khóc, cười là một ngày mất mát, một ngày uổng phí. Những ngày như thế chẳng mang lại sự khác biệt nào cho bạn, ngoại trừ rằng nó đưa bạn đến gần cái chết thêm một ngày nữa. Khi bạn lên giường đi ngủ cũng thế, trước khi chìm vào giấc ngủ, bạn hãy cố gắng duy trì chánh niệm, ý thức về những gì đang diễn ra trong thân và tâm mình lúc đó. Bạn nên giữ một cái tâm trong sáng và mát mẻ để đi vào một giấc ngủ yên lành. Ngay khi bạn thức dậy, cũng như thế, thay vì vội suy nghĩ và lo lắng về một ngày mới, bạn hãy ngồi thiền ngay lập tức, bắt đầu thực hành chánh niệm ngay tại chỗ. Bắt đầu một ngày mới với một cái tâm bình yên là một điều rất tốt đẹp. Hãy cố gắng hết mình để tạo thành thói quen sống với chánh niệm trong suốt cả ngày, dù bất cứ ở đâu. Nếu bạn thực hành liên tục như vậy 2 hoặc 3 năm, bạn sẽ thấy rằng tâm mình trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Bạn sẽ có được thái độ đúng đắn và tâm bạn sẽ rộng mở hơn. Một khi sống với chánh niệm đã trở thành thói quen, bạn sẽ không thể để cả ngày trôi qua một cách hời hợt và thiếu suy nghĩ nữa. Tuổi tác của bạn già hay trẻ không phải là vấn đề. Một số người bắt đầu thực hành
khi mới ngoài 20 tuổi. Bởi vì khứng thú nên họ thực hành bất cứ lúc nào có thể. Và một ngày họ phát hiện ra thái độ và cách nhìn của họ. Những mong đợi của họ đã trở nên thanh cao hơn, thiện lành hơn và trang nghiêm hơn. Họ đã trưởng thành. Do vậy, họ làm công việc của mình nhiệt tâm hơn, không còn uể oải chán chường, không còn tính toán so đo hay lười biếng nữa. Họ không làm những việc chỉ để khoe mẽ, thể hiện mình hay gây ấn tượng với người khác nữa. Họ đặt tất cả trái tim, tất cả năng lượng của mình vào bất cứ công việc gì họ làm. Trước khi tham gia làm một việc gì, họ đều suy nghĩ sâu sắc, cân nhắc hết sức cẩn thận, nhất là đối với những việc quan trọng. Nếu chẳng may có điều gì lệch lạc sai lầm, họ ý thức về nó và ngay lập tức sửa chữa lại cho đúng. Khi muốn trao đổi một việc gì quan trọng, bạn cần suy nghĩ kỹ về những gì mình nói và cách nói như thế nào cho hợp lý. Bạn cũng có thể thử duyệt lại một vài lần để xem nó đã đúng và thích hợp chưa. Cả tiến trình ấy sẽ không tốn nhiều thời gian đối với những người sống với chánh niệm. Nó chỉ mất có vài phút. Mọi người sẽ nhận ra điều đó và dần dần có lòng kính trọng những người biết ăn nói một cách hợp lý như thế. Nếu bạn muốn mọi người kính trọng mình, hãy luôn luôn nói với chánh niệm và trí tuệ. Nếu tiếp tục cách sống như thế, bạn sẽ không chỉ giành được sự kính trọng của mọi người, mà lòng tự trọng của bạn cũng sẽ tăng lên. Lòng tự trọng đó mới là điều quan trọng hơn nhiều. Một số người không bao giờ nghĩ đến điều này. Họ quen có xung quanh mình những người thích gây ấn tượng với người khác, và họ rất sợ người khác coi thường mình. Nếu bạn quá coi trọng người khác, bạn đánh giá họ cao hơn thực tế. Nếu bạn coi thường người khác, bạn đánh giá họ thấp hơn thực tế. Không có cách nhìn nào trong hai cách nhìn đó phản ánh đúng sự thật cả. Nếu bạn có thể sống theo một cách sống khiến cho lòng tự trọng tăng trưởng mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống. Dù mọi người có nghĩ tốt hay nghĩ xấu về bạn cũng không phải là điều quan trọng. Lo lắng về điều đó đơn giản cũng chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong tâm rồi mất đi mà thôi. Để minh họa cho điểm này, đây là một câu chuyện từ một đệ tử khác của tôi. Khoảng 5 năm trước, anh ấy kể cho tôi biết anh ấy đã học được gì từ một kinh nghiệm của mình. Anh rất hứng thú với thiền tập và cố gắng hết mình để luôn ý thức và quan sát bất cứ những gì đang diễn ra trong tâm mình. Anh cố gắng giữ gìn năm giới và anh cũng là người trung thực, hào phóng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, anh lại có một thái độ rất đặc biệt. Anh phải luôn cố gắng cho người khác biết rằng mình giữ năm giới rất nghiêm túc và không bao giờ làm việc gì thiếu đứng đắn. Nếu thấy ai đó không trung thực hay làm điều gì đó sai, anh phải nói với tất cả mọi người rằng mình không bao giờ như thế, rằng mình luôn luôn làm việc đúng và luôn trung thực. Anh luôn cảm thấy cần phải nói cho người xung quanh biết điều đó. Khoảng 4-5 tháng trước, thiền tập của anh tiến bộ tương đối tốt, và do đó anh bắt đầu hiểu được rằng thực ra việc người khác có biết anh giữ giới nghiêm chỉnh hay không cũng không cần thiết. Anh nói với tôi rằng cái ngộ này khiến anh cảm thấy bình an và giải thoát hơn. Anh không còn cảm thấy cần phải nói cho người khác biết những việc làm tốt đẹp của mình nữa. Trước kia, nếu không có cơ hội nói cho mọi người biết điều đó, thì anh cảm thấy bất an lắm. Giờ đây, anh rất hạnh phúc, chỉ đơn giản làm bất cứ việc gì mình thấy đúng đắn, dù ai có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Làm việc tốt rồi, muốn tất cả mọi người đều biết đến việc tốt mình làm là một nỗi khổ tâm thật sự. Nó là sự thể hiện của tâm tham, động cơ muốn thể hiện các việc tốt của mình cho người khác thấy, là tâm tham và sự ngã mạn, tức kiêu ngạo. Bạn đang nói cho người khác biết là bạn tốt hơn họ, có thể thầm lặng làm việc tốt mà không có nhu cầu phải nói cho người khác biết, đó là giải thoát. Bạn sẽ được bình an, chừng nào bạn còn bứt rứt không yên khi người khác không biết việc tốt mình làm, chừng đó bạn vẫn không thể bình an. Ngay cả khi bạn lanh quanh đi nói cho hết người này đến người khác,
thì tâm bạn vẫn lo lắng rằng không biết họ có nghĩ mình đang bốc phét hay không. Vì vậy, vấn đề bạn cần xem xét một cách nghiêm túc ở đây là bạn làm việc tốt có phải là vì muốn người khác đánh giá cao về mình hay không? Nếu bạn làm việc tốt để thụ hưởng cái tiếng tốt đó, tâm bạn sẽ phải khổ sở vì điều đó. Chỉ làm việc tốt với một cái tâm tự do và chân thành thì mới mang lại hạnh phúc, sự trưởng thành và trí tuệ. Làm mọi việc chỉ vì giữ uy tín hay danh tiếng tốt sẽ chẳng bao giờ khiến cho tâm bạn trưởng thành. Vì vậy, điều vô cùng quan trọng là bạn phải luôn luôn kiểm tra lại thái độ của mình, luôn luôn ý thức về những hy vọng và sự mong đợi của mình khi làm những hành động tốt đó. Những người hành thiền nên suy xét về vấn đề này thật sâu sắc. Bạn làm việc đó với một trái tim giải thoát và rộng mở, hay trái tim bạn chỉ là nô lệ cho các hy vọng và mong đợi? Không có phần nào trong cuộc sống của chúng ta mà không chứa đựng những bài học ấy cả. Chừng nào bạn còn sống, chừng đó vẫn còn có những bài học cần phải học. Khi chúng ta còn trẻ, có rất nhiều bài học cần học hỏi, và khi về già, cũng vẫn còn vô số bài học nữa. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi, và những hoàn cảnh mới đòi hỏi chúng ta phải có những hiểu biết mới và cách nhìn mới. Những thăng trầm, khó khăn, đau khổ trong cuộc đời, Loka Thamma, tất cả đều là những bài học. Những kinh nghiệm xấu là bài học, mà kinh nghiệm tốt cũng là bài học. Khi bạn còn trẻ, những khó khăn trong cuộc đời là một loại bài học. Khi bạn già đi, chúng là một loại bài học khác. Ở chỗ kia không có gì tốt hơn ở chỗ này. Nhiều người luôn có thói quen trì hoãn. Bây giờ tôi không có thời gian hành thiền. Có thể một lúc nào đó trong tương lai, khi có điều kiện thuận lợi, tôi sẽ làm việc đó. Có lần có người nói với tôi, khi làm việc gì đó tôi muốn làm cho hoàn chỉnh, vì vậy tôi sẽ chỉ đi xuất gia làm một nhà sư khi tôi đã xong công việc của mình, nghỉ hưu. Khi đó tôi sẽ vào rừng và cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho việc thực hành. Bây giờ thì không có lý do gì để cố gắng hành thiền cả, bởi vì tôi sẽ không thể thực hành tốt được. Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo là anh ta có thể sống được đến lúc ấy, hoặc là có thể sống được lâu nữa sau khi đến tuổi lĩnh lương hưu. Ngay cả khi anh ta sống thọ, cũng sẽ có những lý do để không thể thực hành thiền theo cách mình mong muốn. Những người thực hành hết mình ngay bây giờ, thì khi hoàn cảnh thuận lợi hơn, họ sẽ thực hành còn tốt hơn nữa. Không cố gắng bây giờ mà chỉ nói về nó là một cách để che giấu sự thật rằng người đó thực sự không muốn thực hành. Giây phút hiện tại là giây phút quan trọng nhất. Đừng uổng phí hiện tại để hy vọng vô ích cho tương lai. Đừng quên, một con chim giữ trong tay đáng giá hơn hai con chim bay trên trời. Chớ tham bát bỏ mâm. Khi chỗ kia đó biến thành chỗ này, bạn sẽ lại thấy một chỗ kia khác tốt hơn chỗ này nữa. Con người ta luôn ôm ấp hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, không biết trân trọng giây phút hiện tại là một thiếu sót lớn của con người. Đừng nghĩ đến một nơi nào đó hay một lúc nào đó ở tương lai. Hãy thực hành ngay ở đây và bây giờ. Hãy sống với chánh niệm và tỉnh thức. Hãy hành thiền càng nhiều càng tốt. Và luôn tìm hiểu tâm mình. Nếu bạn thực sự hiểu được những gì Đức Phật dạy trong Kinh Đại Niệm Xứ Maha Satipatthana Sutta, bạn sẽ không còn chọn lựa một lúc nào đó nữa. Bạn sẽ biết rằng không có một nơi chốn hay thời điểm nhất định nào mới là thích hợp. Bạn có thể thực hành vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi nào. Thậm chí bạn có thể tập chánh niệm ngay cả trong lúc nói chuyện. Chỉ cần chịu khó thực hành là bạn sẽ làm được. Sống một cuộc đời có ý nghĩa quan trọng hơn là sống sung sướng hạnh phúc. Một cuộc đời có ý nghĩa là một cuộc đời tràn đầy mãn nguyện. Sự mãn nguyện hay biết đủ với những gì đang có là một loại hạnh phúc sâu sắc hơn. Những người chỉ phấn đấu tìm kiếm hạnh phúc là những người không có chiều sâu
và sẽ sớm phải đối diện với đau khổ. Càng phấn đấu tìm kiếm hạnh phúc sẽ càng khó có được hạnh phúc và bạn sẽ càng không thể sống trọn vẹn cuộc đời mình một cách tốt đẹp. Nếu bạn muốn sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa, hãy luôn luôn sống với chánh niệm. Tất cả mọi thứ sẽ trở thành có ý nghĩa nếu bạn sống với chánh niệm, làm việc với chánh niệm và nói với chánh niệm. Mọi người bên ngoài chỉ là những tấm gương để bạn soi lại mình. Đây là một lời nhắc nhở cho những người sắp bước vào thế giới con người. Trong cuộc sống làm người, bạn sẽ gặp gỡ mọi người. Bạn sẽ coi họ là gì? Hãy coi họ như những tấm gương phản chiếu chính mình. Tại sao chúng ta phải soi gương? Bởi vì chúng ta muốn xem mặt mình. Hình dáng bên ngoài mình có gì khó coi hay không để mà lau rửa, chỉnh trang lại cho tốt đẹp. Khi nhìn thấy lỗi lầm hay khiếm khuyết của người khác, hãy tưởng tượng rằng bạn đang nhìn thấy khuôn mặt của chính mình trong gương. Những lỗi lầm và khiếm khuyết đó cũng có thể có trong chính bản thân bạn. Nhận ra và sửa chữa chúng là điều lợi ích nhất chúng ta có thể làm cho chính mình. Không thấy được những lỗi lầm của mình và sửa chữa nó mà chỉ đi tìm lỗi của người khác là việc làm vô ích. Khi nhìn một ai đó, có thể bạn nghĩ hắn ta thật là kiêu căng, ngã mạn. Hãy tự hỏi mình có kiêu căng và ngã mạn như thế không nhỉ? Kiêu mạn là một loại phiền não rất vi tế. Có tài sản hơn người có thể làm cho bạn kiêu ngạo. Học nhiều cũng khiến cho bạn kiêu ngạo. Và một số người còn cảm thấy kiêu ngạo bởi vì mình chẳng có sở hữu gì, tức tự cho mình là thanh cao. Thậm chí bạn còn kiêu hãnh rằng mình không kiêu căng, ngã mạn như những người khác. Thậm chí những người hành thiền cũng nghĩ rằng họ cao thượng hơn những người khác và bắt đầu ra vẻ ta đây cao hơn người. Tôi tu lâu rồi, rất nhiều năm rồi, đã từng tham dự rất nhiều khóa thiền. Tôi là một trong những đệ tử thân cận nhất của thầy, vân vân. Một số người còn rất kiêu căng ngay cả khi họ chữa bệnh. Bệnh của tôi không thể chữa bằng thuốc men bình thường. Con trai tôi phải gửi thuốc này từ tận bên Anh về đấy. Ở đây chẳng kiếm ra được đâu. Ngay cả bệnh tật và thuốc men cũng có thể trở thành chủ đề để ganh đua hơn thua với nhau. Bằng cách này hay cách khác, chúng ta cứ luôn phải muốn hơn người. Một số người còn rất tự mãn về những quan điểm và ý kiến của mình. Tôi chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai. Nói cho mà biết, tôi không dễ bị thuyết phục đâu nhé. Ghi nhớ điều này trong tâm, bạn phải luôn luôn cảnh giác khi tìm lỗi của người. Khi bạn thấy họ hành động hay nói năng một cách kiêu ngạo, hãy tự nhắc nhở mình rằng chính bạn cũng có sự kiêu căng ấy. Tự nhắc mình, nhìn kỹ sự kiêu mạn đang có trong mình. Có thái độ đúng đắn như vậy sẽ giúp bạn phát triển và trưởng thành hơn. Tham cũng là một loại phiền não khác rất dễ nhận ra ở người khác. Tất cả chúng ta không ngoại trừ một ai đều có tham theo cách này hay cách khác. Không dễ để hoàn toàn không có chút tham nào trong tâm. Có những loại tham vô cùng vi tế đến mức thậm chí bạn không nhận diện được nó là tham nữa. Ngay cả khi chúng ta giúp đỡ người khác, vẫn còn mong muốn đạt được chút lợi ích nào đó cho mình. Danh tiếng hay uy tín, địa vị, đặc quyền hay một quyền lực ảnh hưởng nhất định nào đó. Muốn người khác nghĩ rằng chúng ta không tham hoặc rất ít tham, hay muốn người khác coi trọng mình, đó cũng là một loại tham. Tuy nhiên, bạn không nên chỉ đi tìm những tính xấu của người khác. Khi bạn thấy những đức tính tốt trong người khác, bạn nên tự nhủ chính mình rằng trong mình cũng có những đức tính đó, ít nhất cũng có tiềm năng để trở thành như thế. Tất cả chúng ta cần cố gắng để trở nên càng ngày tốt đẹp hơn. Một điều rất có thể xảy ra là bạn không thể chấp nhận nổi một số cái xấu trong bản thân mình, và như vậy sẽ tìm cách che đậy chúng. Khi nhìn thấy đúng cái xấu ấy ở người khác, bạn sẽ có xu hướng chỉ trích mạnh mẽ. Thực tế, bạn sẽ rất hay chỉ trích người khác về chính những cái xấu ấy. Vì vậy, mỗi khi thấy mình hay soi mói,
chỉ trích những điểm xấu nào đó của người khác, bạn cần phải dũng cảm và chân thật tìm hiểu xem có phải mình làm như vậy vì chính mình cũng có những cái xấu ấy và đang cố gắng che giấu nó hay không. Nếu bạn thật sự không có ngã mạn hoặc có rất ít, bạn sẽ không dễ dàng tích cực tìm lỗi của người khác khi họ chẳng may đang bị ngã mạn chi phối. Nếu bạn không tham hoặc rất ít tham, bạn cũng không dễ dàng tìm lỗi người khác và mạnh mẽ chỉ trích họ khi họ đang bị tâm tham chiếm hữu. Bạn sẽ nhận ra rằng thực ra họ đang bị tra tấn bởi vì họ không thấy được những tâm tham, tâm sân, sự kiêu căng ngã mạn của chính mình. Bạn sẽ cố gắng tìm một cách thức nhẹ nhàng để chỉ cho họ những gì đang diễn ra để họ có thể tự mình thấy được. Bạn nhất định không nên dùng lời nói chỉ trích họ, hạ thấp họ, làm cho họ xấu hổ hay đổ lỗi cho họ bằng bất cứ cách nào. Tham, sân, si, ngã mạn, tất cả chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Nếu bạn có thể nhìn chúng như là những động lực không thuộc về cá nhân một ai hết, bạn sẽ không đổ lỗi cho bất cứ người nào khi họ đang phải đau khổ vì nó cả. Điều thực sự quan trọng là bạn phải thấy rõ hay nhận diện ra chúng. Ngã mạn chỉ đơn giản là ngã mạn, không phải cái ngã mạn của anh ta hay của cô ta, và cũng không phải là ngã mạn của bạn. Một số người rất hay tự đánh bóng mình trong khi luôn tìm cách hạ thấp người khác. Khi thấy người khác giỏi giang hơn hay thành đạt hơn, họ dè biểu: mấy người ấy toàn tâm tham thôi, tôi chẳng bao giờ tham lam, làm ngày làm đêm như họ. Những người nói như vậy là bởi vì họ không có khả năng làm việc chăm chỉ và không thành đạt. Rất hiếm người nói không khi có cơ hội kiếm thêm tiền hay được thăng chức. Nếu có thể được thêm, chẳng ai dại gì mà từ chối. Có một câu tục ngữ thường mọi người hay dùng để nói đùa, nhưng thực ra lại rất chính xác và có ý nghĩa như thế này. Người không có quyền thì cho rằng mình nhẫn nhịn và dễ tha thứ. Kẻ không tiền thì tự nhận mình thanh đạm, giản đơn. Một số người sống như thế đấy, bởi vì không đấu lại người khác được, nên họ phải chấp nhận thua cuộc, nhẫn nhịn và nhún nhường. Họ biện hộ cho sự sợ hãi của mình cho rằng đó là đức tính nhẫn nại, bởi vì không thể kiếm cho đủ sống tươm tất. Không có tiền bạc nên họ nói rằng đó là vì mình biết đủ và sống giản dị. Sự thật là bạn chỉ có thể tự nhận mình là người giản dị khi bạn có đủ tiền để tiêu pha mà vẫn sống đơn giản, không xa hoa phung phí. Khi bạn nhìn thấy cái xấu của người khác, hãy cố gắng nhìn lại xem trong mình có thói xấu nào tương tự như thế hay không. Thường là bạn sẽ tìm thấy nó có ở đó. Khi bạn thấy một điều gì tích cực, một đức tính tốt của người khác, bạn cũng kiểm tra lại trong mình xem mình có những đức tính tốt như thế hay không. Nếu có, hãy hoan hỷ về điều đó và cố gắng tăng trưởng nó lên. Nếu chưa có, hãy cố gắng rèn luyện mình để phát triển đức tính ấy trong mình, cố gắng biến nó thành của mình. Khi bạn yêu hay ghét điều gì đó của người khác, nghĩa là bạn cũng đang yêu hay ghét chính những điều đó trong bản thân mình. Khi bạn ghét một ai đó, hãy cố gắng hết sức để tìm hiểu xem tại sao mình lại ghét người ta thế. Bất cứ điều gì khiến bạn ghét họ đến vậy cũng chính là thứ bạn đang có trong mình. Nếu bạn cảm thấy gần gũi với một người nào đó, nếu bạn yêu thương một ai đó, bạn cũng phải nhìn thật kỹ. Tại sao bạn yêu người ấy? Có phải bởi vì cô ấy có thái độ sống tốt và có thể thấy được mặt tốt của mọi người hay không? Có phải bạn thích cô ấy bởi vì cô ấy không bao giờ ngồi lê đôi mắt hay nói xấu người khác? Hay bởi vì mỗi khi giúp đỡ người khác, cô ấy luôn làm với động cơ trong sạch? Trong bạn có tất cả những đức tính ấy không? Bạn có thiện ý chân thành muốn giúp đỡ người khác và cố gắng có cái nhìn đúng đắn về mọi thứ hay không? Bạn có đối xử với mọi người một cách chân thật và tôn trọng, không coi thường ai, không cảm thấy mình cao hơn họ hay không? Bạn nên cố gắng để phát triển những đức tính tốt ấy trong chính bản thân mình. Bạn muốn tạo nên cuộc đời mình như thế nào là tùy thuộc vào chính bạn. Đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác.
Khi mọi việc trở nên tồi tệ với bạn, hãy tự chịu trách nhiệm về hành động của chính mình và chấp nhận cả kết quả tốt cũng như kết quả xấu từ hành động mình đã làm. Bạn có tất cả mọi công cụ và mọi nguồn lực mình cần. Sử dụng chúng như thế nào là tùy thuộc vào bạn. Sự lựa chọn là của bạn. Có nhiều người sinh ra trong gia đình nghèo khổ hoặc phải ở trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã trở nên rất thành đạt và giàu có. Tôi có hai người đệ tử, bố mẹ họ mất từ khi còn nhỏ. Hai anh em được một ông chú nuôi, nhưng rồi cũng không sống được ở nhà chú và phải vào sống nhờ trong chùa. Một người sau đó trở thành giáo sư toán học và đang dạy ở một trường đại học ở nước ngoài. Người kia đã trở thành một doanh nhân thành đạt và giàu có. Không người nào kiêu căng tự mãn, họ cũng chẳng xấu hổ về quá khứ nghèo khó của mình. Họ nói, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều khi lớn lên trong chùa và hộ độ chư tăng. Một người nữa mà tôi biết vốn sinh ra trong một gia đình giàu có và có địa vị cao, nhưng sau đó thì cha mẹ mất. Họ chưa bao giờ biết tự lo cho thân mình. Họ được nuôi dưỡng, chiều chuộng một cách quá đáng. Họ phung phí thời gian tán ngẫu, tiêu tiền hoang phí, và cuối cùng bây giờ trở nên nghèo kiết xác, cuộc sống vô cùng khốn khổ. Người Miến Điện có câu tục ngữ rằng, không hay làm thì chớ đổ lỗi rằng vì ai mà mình nghèo khó. Bạn cần phải hiểu rằng nếu không cố gắng làm lụng thì sẽ chẳng có cái gì tốt đẹp đến với mình cả đâu. Tuy nhiên, bạn không cần phải ganh đua với người khác. Một số người học hành giỏi giang, một số người phát đạt trong kinh doanh, một số người khác thì bừng nở trong tu tập. Tất cả chúng ta phải tìm ra cách riêng của mình để làm cho cuộc sống có ý nghĩa và khiến cho cuộc sống làm người của mình có giá trị. Các câu trả lời nằm ở bên trong mình. Câu trả lời cho các câu hỏi của cuộc đời bạn ở bên trong bạn. Không cần thiết phải nhìn ra bên ngoài. Đây là một câu nói rất có ý nghĩa. Bạn cần phải suy nghĩ thật sâu sắc để hiểu được ý nghĩa của nó. Tôi biết một vị thầy rất già, người đã dành rất nhiều năm nghiên cứu kinh điển và thực hành thiền. Ngài có rất nhiều đệ tử, cả đệ tử cư sĩ lẫn đệ tử xuất gia, nam và nữ. Hằng ngày họ thường đến hỏi Ngài rất nhiều câu hỏi. Ngài có trái tim vô cùng nhân hậu và rất nhiều tâm từ. Ngài cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của họ. Rất nhiều người đến xin Ngài lời khuyên về đủ mọi việc như sức khỏe, các quan hệ xã hội, tôn giáo, vân vân. Tuy nhiên, một ngày Ngài nói với họ rằng hãy thực hành thiền chánh niệm liên tục cả ngày, từ khi thức dậy cho đến lúc đi ngủ. Hãy giữ chánh niệm liên tục trong mọi lúc. Khi chánh niệm của bạn tốt, bạn sẽ tự tìm được câu trả lời tất cả mọi vấn đề của mình. Một câu trả lời đơn giản nhưng thật sâu sắc và có ảnh hưởng sâu rộng. Nhiều người chúng ta có rất nhiều câu hỏi để hỏi. Đôi lúc chúng ta có người để hỏi và được trả lời, nhưng có những lúc chẳng ai có thể trả lời cho mình được. Hỏi người khác và được trả lời thì tốt, nhưng nó sẽ không tác động đến tâm mình một cách sâu sắc. Nếu bạn tự hỏi mình và giữ câu hỏi đó với chánh niệm, trong lúc hành thiền, câu trả lời sớm muộn gì cũng bất ngờ xuất hiện trong tâm. Việc tự tìm được câu trả lời như thế sẽ có tác động rất sâu sắc. Những câu trả lời đó có thể làm thay đổi cuộc đời một con người. Khi hành thiền, chúng ta đạt được những tuệ giác sâu sắc và những hiểu biết về cuộc đời. Chúng ta cũng đạt được những hiểu biết thâm sâu về chính bản thân việc hành thiền nữa. Chỉ cần thực sự cố gắng thực hành, khi bạn thành thục trong thiền, nhiều sự thật về bản chất của mọi việc sẽ xuất hiện trong tâm bạn. Hãy sử dụng những tiềm năng sẵn có trong mình, các ba la mật mà bạn đã rèn luyện qua bao nhiêu kiếp sống. Chúng vẫn nằm yên ở đó. Khi hành thiền, tâm chúng ta bình an và sáng suốt, chúng ta thấy và hiểu rõ hơn quy luật nhân quả của tự nhiên. Những việc mà mình không hiểu bỗng trở nên rất rõ ràng. Tôi thường rất hài lòng mỗi khi thấy một trong các đệ tử của mình đạt được những hiểu biết đó.
Bản thân tôi cũng trải qua một quá trình y hệt như thế. Lúc đầu có rất nhiều điều tôi muốn biết và tôi có rất nhiều câu hỏi. Bởi vì lúc đó tôi chẳng biết ai để mà hỏi nên tôi bắt đầu tự tìm hiểu. Tôi bắt đầu hành thiền về những điều mình muốn biết và một số câu trả lời đã xuất hiện trong tâm. Điều đó khiến tôi rất vui và nó khích lệ tôi đi tiếp. Thật vô cùng thú vị khi hiểu được rằng Pháp chính là cuộc sống. Nó mang lại cho tôi thật nhiều đức tin trong việc thực hành và cũng khiến tôi tự tin hơn nhiều. Khi tâm trong sáng, sáng suốt và bình an do kết quả của thiền, những hiểu biết xuất hiện luôn luôn là thiện lành. Nó sẽ là những hiểu biết đúng đắn, mang đến điều thiện. Bạn không thể sai lầm. Khi gặp khó khăn, trước hết bạn hãy suy xét xem có thể vận dụng Pháp vào hoàn cảnh này như thế nào. Cố gắng làm dịu tâm mình và làm cho tâm vững mạnh, kiên định. Đối với một thiền sinh có kinh nghiệm, thực hành thiền đều đặn mỗi ngày thì điều này không khó. Chỉ cần thực hành chánh niệm trên hơi thở vào ra, tâm sẽ trở nên tĩnh lặng và sáng suốt. Khi tâm đã tĩnh lặng và sáng suốt, hãy tự hỏi mình việc tốt nhất cần làm bây giờ là gì. Câu trả lời bạn có trong hoàn cảnh đó sẽ là hợp lý nhất và khách quan nhất. Sẽ rất sai lầm khi quyết định trong lúc tâm còn tham và sân rất mạnh. Khi tâm ngã mạn, kiêu căng, ghen tị hay bủn xỉn, đừng bao giờ quyết định làm bất cứ việc gì. Bất cứ việc gì bạn quyết định cũng sẽ là sai lầm. Khi tâm còn tham, sân, ngã mạn, kiêu căng, ghen tị, bủn xỉn, chỉ cần quan sát nó một cách thành thật và dũng cảm. Khi chúng qua đi, khi tâm đã trong sạch trở lại, lúc ấy mới nên quyết định, bạn sẽ không thể sai lầm. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là quan sát, lắng nghe và tin tưởng. Tin tưởng trí tuệ, tin tưởng chính bản thân bạn. Bạn có khả năng hiểu Pháp một cách sâu sắc. Nếu ngày hôm nay bạn biết hơn ngày hôm qua một chút, thì mọi việc sẽ dần dần tiến triển. Hãy tin tưởng vào tiến trình này, tin tưởng rằng tất cả những gì bạn cần chỉ là chánh niệm mạnh mẽ và liên tục. Rồi bạn sẽ quên những điều này. Hãy tưởng tượng xem nếu bạn quên những điều này thì sẽ là một sự mất mát lớn dường nào. Lúc đầu, bạn được người ta nói cho tất cả những điều cần biết cho một chuyến đi thành công. Nhưng sau đó bạn quên hết những thông tin ấy. Vậy thì điều gì sẽ diễn ra? Bạn sẽ gặp rắc rối lớn. Rất nhiều người đã quên không tự hỏi mình câu hỏi: tại sao tôi sinh ra trong kiếp con người này? Chính vì vậy, họ gặp rắc rối. Họ cố gắng tìm kiếm những thú vui phù phiếm từ việc giải trí và sở hữu tài sản vật chất. Rồi họ chết đi mà chẳng học được bài học nào hết. Một số người chỉ già đi mà chẳng trưởng thành. Họ không trở thành những con người trưởng thành. Họ ngày càng già đi, nhưng trí tuệ thì không hề tăng trưởng. Đó là một tổn thất cực kỳ lớn. Chúng ta chỉ sống xứng đáng với kiếp sống làm người khi mỗi ngày trôi qua, chúng ta phát triển thêm được một chút ít trí tuệ. Người ta thường nói rằng, rất nhanh rồi chúng ta sẽ sớm quên hết những lời khuyên ấy. Vậy chúng ta phải làm gì để không quên bây giờ? Chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở mình. Đức Phật và những con người trí tuệ, giới đức vẫn thường xuyên nhắc nhở chúng ta. Tất cả đều nhắc chúng ta rằng đừng quên. Một số người kể với tôi rằng họ nhớ được kiếp trước của mình. Họ nói vào lúc hấp hối, họ nhớ lại tất cả những điều quan trọng mà họ đã không làm được trong cuộc đời. Họ cảm thấy vô cùng hối tiếc và quyết tâm sẽ làm những việc tốt, việc thiện nếu họ được sinh lại làm người lần nữa. Vì vậy, ngay trước lúc chết, họ tâm niệm mục đích cao cả và lý tưởng đó trong tâm mình. Bản thân tôi cũng đã từng ở ngay bên cạnh cái chết một lần. Tôi thực sự tự hỏi xem có đúng là mình đang chết hay không khi nghe mọi người nói với nhau là tôi đã ngất đi rồi. Tôi vẫn biết mọi thứ nhưng không thể nói được. Thế rồi tôi nghe tâm mình nói, mình không bất tỉnh, mình vẫn đang biết. Và lúc đó tôi nhớ lại rất nhiều chi tiết, cách mình đã sống cuộc đời mình ra sao.
về tất cả những việc tôi đã làm và cách mình làm những việc ấy. Có một số việc làm tôi cảm thấy vui và hạnh phúc, một số việc khác lại khiến tôi cảm thấy buồn. Tôi nhận ra tôi đã thất vọng và đau khổ rất nhiều vì những việc rất nhỏ nhặt và không quan trọng. Đôi khi chỉ vì một việc nhỏ mà tôi cũng giận đến nỗi không thèm nói chuyện với người ta. Khi nghĩ lại, tôi nhận thấy thật ra chúng chẳng có gì quan trọng hết. Tôi nhớ lại một cuộc cãi nhau mà sau sự việc đó tôi không bao giờ nhìn mặt hay nói chuyện với người ấy nữa. Tôi không biết rằng khi ấy người tôi giận kia đã chết rồi. Lúc đó bản thân tôi cũng đang hấp hối. Tôi muốn nói chuyện với người ấy về vụ cãi nhau kia để đỡ hiểu lầm nhau. Tôi muốn nói để chúng tôi có thể hiểu và tha thứ cho nhau. Tôi muốn cả hai người đều vui vẻ trở lại với nhau. Tôi tự hứa với chính mình là nếu không chết, nhất định tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì chỉ để gây ấn tượng với người khác nữa. Tôi nhận ra rằng hầu hết những việc tôi đã làm chỉ là để nhằm đạt được vị thế và tiếng tăm, và chẳng có việc nào trong số đó đem lại cho tôi được sự mãn nguyện thực sự. Giờ đây, tất cả những vị thế và tiếng tăm đó đi đâu hết cả rồi khi tôi đang đến bên cái chết. Bây giờ thì ai nghĩ tốt về tôi? Tôi chỉ đang hấp hối một mình trong bệnh viện. Bác sĩ không thể làm gì được cho tôi nữa. Những người vẫn thường kính trọng tôi đó đã đi đâu hết cả rồi. Việc họ vẫn thường cung kính, ngưỡng mộ tôi giờ đây chẳng có ý nghĩa gì nữa cả. Cái hữu ích đối với tôi bây giờ là gì? Chẳng có gì là có ích hết. Bây giờ tôi có thể nương tựa vào cái gì đây? Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Trong người tôi chỉ còn lại một chút hơi tàn. Để hít một hơi thở thôi cũng cần cả một sự cố gắng. Đầu óc tôi choáng váng say sẩm. Và lúc đó tôi nhớ lại sự thực hành của mình. Tôi nhớ đến Pháp. Nếu tôi phải chết bây giờ thì tôi cũng chẳng thể làm gì được nữa. Tôi quyết định chấp nhận hoàn cảnh của mình và dành sức thực hành thiền. Tôi quyết định rằng nếu được sinh lại làm người, tôi chỉ muốn một cuộc đời mà tôi có thể thực hành thiền. Và khi đó tôi sẽ thực hành hết mình. Đó là ước nguyện duy nhất của tôi. Thật may mắn, khi tôi thực hành thiền, sự đau đớn, kiệt quệ tột cùng đó giảm dần và mất hẳn. Và tôi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, tâm tôi cảm thấy hoàn toàn sáng suốt và tỉnh táo. Sau đó mọi người nói rằng, tôi đã hôn mê, nhưng đối với tôi chỉ cảm thấy mình rơi vào một giấc ngủ rất bình yên. Khi tỉnh lại, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bác sĩ thấy tình trạng của tôi khá hơn thì tiêm cho tôi một liều thuốc. Họ tiêm thẳng vào bắp thịt bởi vì sợ rằng tôi yếu quá không thể tiêm ven. Nếu tiêm ven có thể bị sốc và chết ngay. Tình hình lúc ấy tệ đến thế đấy. Mọi người thường chỉ có cái cảm giác động tâm ấy. Khi họ ở bên cạnh cái chết, khi đã quá muộn, khi không còn có thể làm gì được nữa. Đừng đợi cho đến tận lúc đó mới động tâm. Hãy động ngay từ bây giờ. Hãy bắt đầu làm công việc cần làm ngay từ bây giờ. Mục đích của kiếp sống làm người là để có được trí tuệ. Tinh túy của cuộc đời là trí tuệ. Loại trí tuệ quan trọng bậc nhất là trí tuệ giải thoát. Nếu không có được trí tuệ, thì khi ở bên cạnh cái chết, chúng ta còn lại được gì? Tất cả những gì chúng ta có được sẽ mất hết. Những thứ ấy chẳng thể thay đổi được gì cả. Bạn không thể mang bất cứ cái gì đi theo. Bạn không thể mang đi theo mình dù chỉ là một cái tâm. Chính vì vậy, bạn cần phải thực hành ngay bây giờ, khi bạn vẫn còn thời gian để làm điều đó. Đừng để một chút thời gian nào của bạn trôi qua uổng phí, thậm chí ngay cả khi sống một cuộc sống bận rộn mưu sinh. Lúc này, lúc khác, bạn vẫn có thể dành ra được 5 phút để hành thiền. Nếu bạn thu xếp được 10 phút rảnh rỗi, hãy thực hành thiền trong 10 phút. 10 lần hành thiền, mỗi lần 5 phút, hay 5 lần thiền, mỗi lần 10 phút, đều cộng thêm cho bạn rất nhiều. Một khi bạn đã thực hành thiền một cách đều đặn, thường xuyên, bạn sẽ luôn luôn dành ra được thời gian để hành thiền.
Nhiều người đệ tử của tôi đã hiểu được điều này bằng kinh nghiệm của chính bản thân họ. Trước kia, họ thường than vãn rằng họ không có thời gian để hành thiền. Nhưng kể từ khi họ tập được thói quen hành thiền, mỗi khi có chút thời gian rỗi, dù ngắn ngủi đến đâu, thì họ phát hiện ra rằng họ luôn có thời gian để hành thiền. Họ dừng lại, không làm những việc không quan trọng nữa. Họ không đọc sách báo chỉ để giết thời gian nữa. Một số người còn không nghe đài hay xem TV, video nữa. Họ thấy rằng khi họ giảm bớt hay từ bỏ hẳn những việc ấy, họ dễ dàng có được 2 hay 3 tiếng mỗi ngày để hành thiền. Họ cũng cố gắng giữ chánh niệm khi đi bộ, khi đi lại làm việc. Tại sao bạn không thử thực hành như thế xem? Tại sao bạn không thử tiết kiệm và dành ra cho mình càng nhiều thời gian càng tốt như thế? Chúng ta ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Làm ăn kiếm sống để đáp ứng những nhu cầu của cái thân. Con người chúng ta không thể tránh được điều ấy. Chúng ta phải làm việc. Tuy nhiên, mục đích của cuộc sống con người là phát triển trí tuệ tâm linh. Hãy cố gắng đạt được trí tuệ ấy. 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 Hai, thực tại. Ở đây, chúng ta sẽ nói về một lĩnh vực khác của niệm pháp, là một pháp hành rất rộng. Phần lớn nhất và rộng nhất trong kinh Đại Niệm Xứ. Trước khi nói về niệm pháp, tôi sẽ phải tự mâu thuẫn với chính mình một chút. Tôi sẽ nói với các bạn những điều hoàn toàn ngược lại với những gì tôi đã nói lúc trước. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói cho các bạn biết một điều là tất cả mọi thứ đang tồn tại này đều là khổ, đều là bất toại nguyện. Tất cả mọi thứ đều rất tệ. Trước đây tôi nói rằng mọi thứ thật tuyệt vời. Làm sao tôi lại nói hai điều hoàn toàn trái ngược nhau như thế? Bởi vì cả hai đều đúng theo cách riêng của nó khi chúng ta sống trong hai dạng thực tại hay hai dạng thức tồn tại khác biệt nhau. Đức Phật dạy hai loại chân lý hay hai loại sự thật khác nhau. Đừng bao giờ quên điều này, bởi vì nếu bạn quên và trộn lẫn hai loại thực tại này với nhau, bạn sẽ trở nên vô cùng rối. Trong tiếng Pali, hai loại thực tại đó được gọi là sự thật quy ước hay còn gọi là tục đế và sự thật tuyệt đối hay còn gọi là chân đế. Tứ diệu đế, tức bốn sự thật cao thượng về khổ, là sự thật tuyệt đối, chân lý tuyệt đối. Nhưng đồng thời chúng ta cũng sống trong sự thật quy ước nữa. Nói một cách tương đối thì trong cuộc sống cũng có lúc chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và tự do. Nhưng từ góc nhìn của sự thật tuyệt đối, của chân lý sự thật, thì chẳng có gì là toại nguyện và hạnh phúc cả, và cũng chẳng có tự do đích thực. Tất cả mọi thứ đều do nhân duyên tạo thành và ràng buộc. Tất cả mọi thứ sinh khởi do nhân duyên. Chúng ta cần phải hiểu cả hai loại sự thật đó một cách sâu sắc và đừng lẫn lộn. Trước hết, tôi sẽ nói về tứ diệu đế, tức bốn sự thật cao thượng, là một phần trong đề mục niệm pháp. Trong tiếng Pali, chúng được gọi là Chattu Ariya Sakya. Chattu nghĩa là bốn, Ariya nghĩa là cao thượng và Sakya là sự thật. Khi tôi đọc bằng tiếng Pali và suy nghĩ về nghĩa của nó, thì hóa ra lại hơi khác một chút, thật là thú vị. Dukkha Ariya Sakya, sự thật cao thượng về khổ,
là sự thật thứ nhất. Dukkha nghĩa là bất toại nguyện. Nó không chỉ là đau đớn, không chỉ là đau khổ, nó vượt ra ngoài hơn cả điều đó nữa. Mặc dù đau đớn về mặt thể xác và đau khổ về mặt tinh thần cũng là một phần của khổ, dukkha, nhưng nghĩa của nó còn rộng hơn là đau đớn và đau khổ. Nghĩa thật sự của sự thật cao thượng về khổ là sự thật về khổ được chứng nghiệm bởi các bậc thánh, những con người giác ngộ. Nghĩa của nó hơi khác một chút, các bạn có thấy không? Mỗi chúng ta thấy đau khổ theo cách riêng của mình và có thể có cách hiểu riêng của mình về khổ. Nhưng sự thật cao thượng về khổ nghĩa là sự thật về khổ hay sự thật về sự bất toại nguyện được chứng nghiệm bởi những người đã giác ngộ. Các bậc giác ngộ hiểu về sự thật của khổ khác với cách hiểu của người bình thường. Những người bình thường hiểu về khổ hay bất toại nguyện theo cách khác, bởi vì họ nhìn nó như cái gì đó thuộc về cá nhân họ. Nhưng đối với những người giác ngộ, khổ hay bất toại nguyện không phải là cái gì đó thuộc về cá nhân người nào, nó không phải của một ai hết. Chừng nào bạn còn có suy nghĩ tôi đang đau khổ hay tôi không thấy toại nguyện thì bạn vẫn còn chưa thật sự hiểu đúng về sự thật khổ, và bạn sẽ không bao giờ có thể vượt qua được nó. Đó là một cái bẫy. Khi nào bạn còn nghĩ tôi đang đau khổ và bây giờ phải làm thế nào để vượt qua nỗi khổ này đây, thì chừng đó bạn vẫn không bao giờ có thể vượt qua được nó. Để thực sự vượt qua được khổ, bạn phải có khả năng nhìn nó như một cái gì đó không thuộc về cá nhân mình. Nếu bạn nghĩ nỗi khổ của tôi, tức là bạn đang ở trong đau khổ. Chỉ khi nào bạn thấy khổ chỉ là khổ, không có ai hay một chúng sanh nào ở đó, thì sự hiểu biết đó mới giúp bạn vượt thoát khỏi đau khổ. Đó chính là điều chúng ta phải làm khi thiền. Sự thật cao thượng thứ hai là Dukkha Samudaya Ariya Sakya, nghĩa là nguyên nhân của khổ như các bậc giác ngộ đã hiểu. Cái gì là nguyên nhân khổ? Đó là tham ái, dính mắc, dục tham, khao khát hoặc bất cứ từ nào đồng nghĩa với tham. Sự thật cao thượng thứ ba, Dukkha Nirodha Ariya Sakya, tức sự đoạn diệt đau khổ hay sự bình an tối thượng được các bậc giác ngộ chứng nghiệm. Thật là khó để dùng từ con người giác ngộ. Họ có phải là con người, là chúng sanh hay không? Thực ra không hẳn vậy. Ngôn từ chỉ có thể được sử dụng theo nghĩa quy ước. Vì vậy, khi bạn muốn nói đến những điều vượt ra ngoài quy ước thông thường, ngôn từ không còn thích hợp để sử dụng nữa. Mặc dù ngôn từ không còn thích hợp, nhưng chúng ta cũng đành phải cố gắng tận dụng nó để mà nói vậy thôi. Cũng giống như nói về vật lý lượng tử bằng ngôn ngữ của vật lý cổ điển chẳng hạn. Khi chúng ta nói một vật thể chuyển động, trong vật lý lượng tử, bạn không thể nói có vật thể nào chuyển động được. Chỉ trong vật lý học cổ điển của Newton, bạn mới có thể nói một hành tinh quay quanh mặt trời. Nhưng một cách chặt chẽ thì không thể nói các hạt điện tử quay xung quanh hạt nhân. Hạt điện tử dường như quay xung quanh hạt nhân, nhưng khi nghiên cứu kỹ, bạn sẽ không thể nói hạt điện tử chuyển động. Và bạn cũng không thể nói hạt điện tử không chuyển động. Bạn phải diễn tả điều ấy như thế nào đây? Cách duy nhất là nói rằng có một cái gì đó biến mất ở chỗ này và một cái gì đó xuất hiện ở chỗ khác. Chúng có liên quan đến nhau nhưng không phải là một. Bất cứ điều gì bạn nghiên cứu, nếu nghiên cứu thật sâu sắc, bạn sẽ thấy rằng nó thích ứng hoàn toàn với những lời dạy của Đức Phật. Tôi không cố gắng chứng minh những lời dạy của Đức Phật dựa trên cái nhìn của khoa học, bởi vì bạn không thể sử dụng bất cứ dụng cụ thí nghiệm nào để tìm thấy bằng chứng cho những lời dạy của Đức Phật. Có rất nhiều sự thật mà bạn không thể cân đo đong đếm, nhưng có thể tự thân chứng nghiệm được. Tôi rất thích vật lý lượng tử, và càng nghiên cứu nó, tôi lại càng cảm thấy kinh ngạc.
tôi có thể đọc vật lý lượng tử như thể đang đọc kinh sách Phật Pháp. Một cái gì đó biến mất ở đây và một cái gì đó xuất hiện ở kia. Chúng không phải là một nhưng có liên hệ với nhau. Chúng ta cũng có thể hiểu Pháp theo cùng một nghĩa y hệt như vậy. Chúng ta không thể nói người này chết đi và tái sanh một kiếp sống khác, mặc dù về mặt quy ước thông thường điều đó là đúng. Nói một cách chính xác, chúng ta thay đổi từng giây phút và mới từng giây phút. Cái chúng ta gọi là tôi này và tất cả mọi sự vật hiện tượng đều là mới trong từng giây phút. Nityam Naveva Sankhara, nghĩa là tất cả các pháp hữu vi đều luôn đổi mới. Sankhara nghĩa là tất cả mọi thứ được tạo thành do nhân duyên, tức pháp hữu vi. Nissam nghĩa là luôn luôn. Nava nghĩa là mới và Eva là một từ để nhấn mạnh, thực sự mới. Bất cứ cái gì được tạo thành do nhân duyên đều sinh diệt, nhưng bất cứ cái gì sinh lên đều luôn luôn mới, không phải là cái cũ. Các bậc giác ngộ thấy và hiểu thực tại theo một cách khác hẳn những con người bình thường. Sự thật cao thượng thứ tư là Dukkha Nirodha Gami Nipati Pada Ariya Sakya, tức con đường dẫn đến đoạn diệt khổ như các bậc giác ngộ đã hiểu. Khi chúng ta nói về sự thật, thì sự thật thể hiện ở đâu? Sự thật là một cái gì đó mà tâm chúng ta hiểu và nhận thức. Vì vậy, phải có một cái tâm hiểu sự thật. Không có tâm thì không có sự thật. Khi chúng ta nói về sự thật hay sai trái, nó hàm nghĩa rằng có một người nào đó hiểu điều đó. Sự thật ngụ ý là hiểu biết. Hiểu biết bao hàm tâm, trí tuệ. Thực ra chính là trí tuệ hiểu, không phải một người nào đó hiểu, mà là trí tuệ hiểu. Trí tuệ đích thực hiểu. Trong Trung Bộ Kinh, bài kinh Sắc Chá Ví Phá Gá, bạn sẽ thấy có rất nhiều mô tả về các loại khổ khác nhau. Sinh, gia tí, già, giá ra, chết, má ra ná, vân vân, và tất cả những loại đau khổ như thế. Khổ vì phải chia lìa với người mình thương yêu. Khổ vì phải sống gần kẻ mình ghét hay những thứ mình không ưa. Tuy nhiên, trong khi hành thiền, chúng ta không nghĩ về sinh, về già. Bởi vì thực tế, việc sinh ra đã xảy ra từ lâu trước đây, mà chúng ta quan sát những gì đang diễn ra ngay trong giây phút hiện tại này, ở trong thân hoặc tâm của mình. Có nhiều loại khổ và đau đớn khác nhau, như cái đau trong đầu gối, đau lưng, đau đầu, đau bụng hay bất cứ cảm giác đau đớn nào. Loại đau đớn này gọi là Dukkha Dukkhata, tức khổ khổ, đau đớn, khó chịu, bất toại nguyện. Rất khó để dịch từ Dukkha Dukkhata này ra một cách chính xác. Nó có nghĩa là cái đau của cảm giác. Bạn có thể cảm nhận được nó. Nó là một cảm giác đau. Dukkha, khổ, cũng có nghĩa là cảm giác khổ trực tiếp. Tôi sẽ giải thích đầy đủ nghĩa của từ này sau. Nó là một cảm giác khó chịu. Thế còn các cảm giác dễ chịu thì sao? Làm sao có thể nói các cảm giác dễ chịu là bất toại nguyện? Bởi vì chúng chỉ là tạm bợ, rồi chúng cũng phải mất đi, chúng không ở lại. Mặc dù đôi lúc bạn có thể duy trì được cảm giác dễ chịu đến vài giờ, chẳng hạn khi muốn nghe một bản nhạc, bạn phải mở nó lên và khi nó kết thúc, và thậm chí ngay cả khi nó còn đang phát, nó luôn luôn biến mất. Khi muốn ăn món gì đó ngon, bạn phải đưa nó vào miệng, nhai, nuốt và nó, tức cảm giác ngon cũng luôn luôn biến mất, qua đi. Mặc dù cảm giác đó thích thú, dễ chịu, nhưng nó không tồn tại lâu và bạn cứ phải tiếp tục làm đi làm lại. Điều đó thật mệt mỏi và đôi khi còn mang đến cả nỗi khổ nữa. Thật nhiều nỗi khổ, thật sự là Dukkha Dukkhata. Sự biến đổi vô thường của các hiện tượng này gọi là Viparinama Dukkhata, tức hoại khổ.
Viparinama nghĩa là tan hoại, biến mất, qua mất. Bởi vì nó qua mất nên nó là bất toại nguyện. Khi hành thiền, cái khổ thực sự chúng ta muốn thấy là Viparinama Dukkhata, hoại khổ, chứ không phải là Dukkha Dukkhata, khổ khổ. Hiểu rõ điểm này là điều rất quan trọng, bởi vì trong thiền, như một số trong các bạn đã từng trải nghiệm qua, ở một số giai đoạn của định, samadhi, các cảm giác trên thân, cảm giác khổ, biến mất và bạn không còn bị đau đớn chút nào nữa. Bạn không còn cảm thấy trọng lượng của thân mình, cũng không cảm thấy nóng hay lạnh gì nữa. Bạn không còn cảm thấy cảm giác gì cả, rất dễ chịu. Đến một thời điểm, bạn chỉ còn cảm nhận được mỗi tâm mình, và với mức độ định mạnh như vậy, lúc đó tâm rất bình an, tĩnh lặng, thân không còn đau và ngay cả tâm cũng không thấy khổ. Vậy lúc đó làm cách nào mà bạn hiểu và thấy được khổ? Cách duy nhất bạn có thể hiểu được nó là bất cứ cái gì bạn quan sát cũng đều biến mất. Bạn chỉ có thể bắt được một thoáng qua của nó, và đó là bất toại nguyện. Nó rất vi tế. Nó không phải là cảm giác đau, không phải sầu não, ưu bi, buồn khổ, cũng chẳng phải là đau lòng. Đó là dukkha, khổ thật sự, và đó là cái chúng ta cố gắng để thấy và hiểu. Bất cứ người nào cũng có thể bảo với bạn rằng cái đau ở đầu gối là khổ, là bất toại nguyện, hoặc sự mất mát, buồn đau và bất an là khổ, là đau đớn, bất toại nguyện. Khi cảm nhận những cảm giác đau và những cảm xúc khổ não ấy, chúng ta thấy chúng như là cái đau của tôi, nỗi khổ của tôi, và chính tại chỗ này chúng ta bị mắc kẹt. Không có bác sĩ tâm lý nào có thể giúp bạn thoát ra khỏi chúng khi mà bạn còn dính mắc vào chúng. Những nỗi buồn, giận đó, nếu bạn có thể tự tách mình ra và chỉ quan sát chúng, chỉ như một trạng thái tâm, một hiện tượng trong tâm, thì ngay đó bạn đã được giải thoát, đã tự do. Chúng ta cần có tự do để quan sát các hiện tượng và chánh niệm. Không suy nghĩ, chỉ thuần quan sát, hãy tự cho mình cái tự do ấy. Dù đó là cái đau trong thân hay nỗi khổ trong tâm, chúng ta cũng phải học cách tách mình ra và quan sát nó một cách khách quan. Điều này rất quan trọng. Bởi vì một khi bạn đã học được cách làm điều đó, thì hầu hết những vấn đề tâm lý của bạn sẽ biến mất. Khi bạn không tự đồng hóa mình với cái đau, điều đó sẽ khiến cho bạn dễ dàng đối phó và làm việc với cái đau ấy hơn. Ngay cả các nhà sư cũng có đau khổ, những nỗi đau của riêng họ. Nhưng họ quan sát chúng và tách ra khỏi chúng. Trước đây có lần tôi đọc được một bài thơ và có một đoạn nói rằng: lắng nghe tiếng lá rơi rơi, bình an và tĩnh lặng tràn trong tâm, cớ sao mình rơi lệ. Ngay cả các nhà sư đôi khi cũng cảm thấy buồn, đôi khi rất bình an, nhưng có lúc cũng rất buồn. Nhưng vị ấy không bị mắc kẹt lại trong đó, và đây chính là điều khác biệt với người đời. Ngay cả khi bạn đã đạt đến tầng thánh quả đầu tiên, thánh quả Tu Đà Hoàng, bạn vẫn còn tham sân và vẫn còn một mức độ ngã mạn nào đó, nhưng bạn không còn ghen tị nữa, và đây là điều khác biệt lớn. Bạn không còn tà kiến nữa, và đó là một điều khác biệt vô cùng lớn. Không có tà kiến nghĩa là ngay khi bạn chú ý, bạn có thể nhìn mọi thứ một cách hoàn toàn khách quan. Bất cứ nỗi khổ đau nào, bất cứ suy nghĩ nào, bất cứ cảm giác thích thú, dễ chịu nào, đây là điểm khác biệt, bạn không bị mắc kẹt trong đó nữa. Cũng có lúc bạn thất niệm và bị cơn sân hay tâm tham cuốn đi, nhưng ngay khoảnh khắc bạn chú ý trở lại, bạn liền tách biệt ra khỏi nó. Bạn có thể để mình bị cuốn đi theo nỗi buồn, và đôi khi tôi nghĩ có người thậm chí còn thích thú gặm nhấm nỗi buồn nữa. Có đúng vậy không? Đúng, tôi biết điều đó đúng, bởi vì đôi lúc tôi cũng thích cảm nhận nỗi buồn. Bởi nhiều khi chúng ta hiểu cái gì đó bằng cách cảm nhận nó, chứ không phải là suy nghĩ về nó.
bạn thực sự cảm nhận nó và rồi bạn thấu hiểu nó. Có nhiều cách khác nhau để hiểu sự việc. Một là hiểu bằng suy nghĩ và hai là hiểu bằng cảm nhận. Tuy nhiên, còn có một loại hiểu biết khác, loại hiểu biết không cần thông qua suy nghĩ hay cảm nhận. Đó là loại hiểu biết từ kinh nghiệm trực tiếp, bằng năng lực của trí tuệ mạnh mẽ, chỉ trong một thoáng qua bạn đã hiểu thấu. Là những con người bình thường, cũng có lúc chúng ta thích thú gặm nhấm và thưởng thức nỗi buồn. Khi còn trẻ, tôi đọc rất nhiều sách triết học, đặc biệt là triết học theo trường phái khắc kỷ, tức trường phái Stoic. Trường phái triết học này giúp đào luyện bản thân bạn trở nên rất cứng rắn. Có ai biết triết gia Zeno không? Lời dạy của ông ta là khi bạn không cảm nhận gì, bạn sẽ bình thản. Thậm chí bạn cũng không cảm thấy buồn khi đứa con mình chết. Chẳng có gì đáng quan trọng cả. Thời trẻ tôi đã tự rèn luyện mình để trở thành cứng rắn bằng lối suy nghĩ đó. Nó không quan trọng, tôi không quan tâm. Dù sao thì rồi nó cũng sẽ qua. Tôi có thể sống mà không cần nó. Tôi cố gắng tạo cho mình một tính cách cứng rắn và nghĩ rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ vì chẳng cảm xúc gì hết. Về sau, tôi nhận thấy rằng mỗi khi nghe nhạc, tôi lại thường thích nghe những bản nhạc buồn. Tôi đã đè nén nỗi buồn của mình. Tôi không cho phép nỗi buồn khởi lên bởi vì tôi sợ nó. Tôi sợ rằng nếu để nỗi buồn khởi lên, tôi sẽ bị nó xâm chiếm và gục ngã mất. Để tự bảo vệ mình, tôi đã đè nén tất cả mọi nỗi buồn và cố sống như một con người mạnh mẽ. Khi hát, tôi hát những bài hát chiến đấu, những bài hát trong quân đội, với những lời ca và giọng hát thật hùng hồn, mạnh mẽ. Về sau, dần dần tôi nhận ra rằng mình nghe những bài hát buồn ngày càng nhiều hơn. Có một bản nhạc cổ điển mà tôi nghĩ có lẽ là bản nhạc buồn nhất. Bản nhạc của nhà soạn nhạc Samuel Barber, tên là Adagio for String. Bản nhạc rất hay nhưng có thể làm cho bạn gục ngã. Nó rất buồn. Một nhạc sĩ đã bình luận bản nhạc này rằng nó là hành trình tìm kiếm chân lý. Bạn thực sự phải đối mặt với thực tế của mình. Tất cả chúng ta, không ngoại trừ một ai cả, đều mang theo ở sâu bên trong mình một nỗi buồn vô hạn. Chúng ta cố gắng che đậy nó, cố gắng chạy trốn nó. Chúng ta sợ rằng nếu thật sự phải thú nhận và đối diện với nỗi buồn đó, mình sẽ không thể chịu đựng nổi. Chỉ có mỗi một lần duy nhất tôi có thể nghe được trọn vẹn bản nhạc của Samuel Barber. Tất cả những lần khác khi bật bản nhạc này lên là tôi lại đứng dậy tắt nó đi. Không, đừng bật bản nhạc này, tôi không chịu nổi. Tôi rất thích nó nhưng không đủ can đảm để nghe. Tôi nhận ra rằng nó thấm rất sâu vào trong tâm tôi và thật sự làm nỗi buồn trong lòng tôi bộc lộ ra. Tôi không thể chạy trốn nó. Tất cả chúng ta đều mang theo trong mình rất nhiều nỗi buồn và đau khổ. Và chừng nào chúng ta còn nghĩ nó là nỗi buồn của tôi thì còn rất khó để vượt qua nó. Chúng ta cần học cách nhìn nó một cách tách biệt từ một khoảng cách. Dukkha, Sukha, Vedana, các cảm thọ khổ hay lạc, được gọi là Viparinama Dukkha, hoại khổ. Nó không bao giờ tồn tại lâu. Chính vì vậy, nó là bất toại nguyện. Ngoại trừ tham ái hay ái dục, tất cả những thứ còn lại đều được bao gồm trong khổ đế. Khi chúng ta xếp thực tại vào trong hai danh mục, một là tham ái và hai là toàn bộ số còn lại là khổ. Lý do bỏ tham ái riêng ra ngoài là bởi vì nó là nhân sanh khổ. Dukkha, Samudaya, Sakcha. Tất cả những thứ được tạo thành nhân duyên, tất cả mọi thứ sanh và diệt đều được gọi là hành khổ. Sankhara Dukkha, tất cả mọi thứ, cảm giác khổ, Dukkha Vedana, cảm giác lạc, Sukha Vedana, và ngay cả cảm giác xả, tức không khổ không lạc, Upekha Vedana, cũng được gọi là hành khổ. Một điểm rất quan trọng là khi thực hành thiền Vipassana,
và cố gắng thấu hiểu sự thật về khổ, chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến hành khổ, Sankhara Dukkha, và hiểu nó thật kỹ. Thấy khổ không phải là nhờ quan sát mỗi các cảm thọ đau đớn, mà phải thấy rằng tất cả mọi thứ đang sanh và diệt. Đó là thấy được vô thường, Anicca, và là một cách để thấy khổ thông qua việc nhận biết rằng vô thường là bất toại nguyện. Bởi vì nó là vô thường biến đổi nên nó là bất toại nguyện. Khổ có thể được nhìn nhận theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như khi bạn bị đau đầu, bạn có thể cảm nhận được cơn đau nhưng người khác thì không thấy. Nhưng khi bạn bị thương và chảy máu thì người ngoài có thể thấy ngay. Vì vậy, có loại khổ có thể cảm nhận được và có loại khổ không thể cảm nhận được. Khi thực hành thiền, nếu chúng ta không quan sát các hiện tượng như nhìn, nghe, dần dần ngay lập tức, thì vô minh, avijja hay sự thất niệm sẽ khiến chúng ta hiểu biết sai lầm. Mỗi khi sự quan sát lỏng lẻo, chúng ta không có chánh niệm và trí tuệ, thì chúng ta sẽ có hiểu biết sai, tức tà kiến. Hiểu biết sai lầm về sự thường còn, về hạnh phúc hay toại nguyện. Hiểu biết sai lầm về một chúng sanh. Chúng ta dính mắc vào các hiện tượng và điều này gọi là Upadanya Khandha, thủ uẩn. Upadana nghĩa là chấp thủ hay sự dính mắc rất mạnh. Tập đế hay nguyên nhân sanh khởi đau khổ. Samudaya Sakcha, rất đơn giản. Bất cứ loại dính mắc nào cũng đều là nguyên nhân dẫn đến đau khổ. Diệt đế hay sự thật về sự đoạn diệt đau khổ. Nirodha Sakcha là sự đoạn diệt khổ, đoạn diệt bất toại nguyện như các bậc giác ngộ hiểu. Ở đây, điểm quan trọng nhất cần phải hiểu là không sanh lại nữa là đoạn diệt đau khổ. Thông thường chúng ta hiểu rằng có cái gì đó sanh lên rồi diệt đi. Và điều này diễn ra không ngừng. Tất cả mọi người đều biết điều đó. Chẳng hạn, tôi đánh cái chuông, bạn nghe thấy tiếng chuông và nó dần biến mất. Chúng ta có thể nghĩ rằng đó là sự diệt. Nhưng điều tôi muốn chỉ rõ ở đây là sự khác nhau giữa vô thường và đoạn diệt. Vô thường nghĩa là không tồn tại mãi. Đoạn diệt nghĩa là chấm dứt. Khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù chúng ta nói cái này cái kia là vô thường, nhưng mỗi khi có đủ nhân duyên thì loại hiện tượng y hệt như thế vẫn phát sinh trở lại. Đoạn diệt nghĩa là nó không bao giờ sanh khởi trở lại được nữa. Hai nghĩa khác biệt này chúng ta cần phải hiểu thật rõ. Trong tiếng Miến Điện nói rằng nó có thể sanh khởi nếu mọi việc diễn ra bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, bởi vì năng lực mạnh mẽ của trí tuệ, có những thứ không thể sanh khởi lại được nữa. Chẳng hạn khi chúng ta chứng đạo, chúng ta hiểu được bản chất của sự chấm dứt các hiện tượng. Bản chất này là một thực tế, nó không sanh cũng không diệt. Đó là cái chúng ta gọi là Niết Bàn. Diệt đế, Nirodha Sakcha là Niết Bàn. Khi một người đạt tới trạng thái giác ngộ này, ở tầng giác ngộ đầu tiên, tà kiến, ghen tị hoàn toàn bị diệt tận và hoàn toàn vượt qua chấp thủ vào nghi lễ và hình thức, tín điều, tức giới cấm thủ. Rất nhiều người nghiêm trị nghi lễ và tín điều, tin rằng chúng sẽ giải phóng mình khỏi đau khổ và mang lại hạnh phúc. Nhưng bất cứ niềm tin hay sự thực hành các nghi lễ, tín điều nào cũng chẳng có liên quan gì đến con đường cao thượng tám ngành dẫn đến giải thoát, tức bát chánh đạo. Những nghi lễ, tín điều đó không phải là bát chánh đạo. Tin tưởng rằng thực hành nghi lễ, tín điều có thể mang lại hạnh phúc và giúp mình giải thoát khỏi đau khổ chỉ là sự mê tín. Theo nghĩa này, ngay cả khi chúng ta đắc được một tầng định nào đó, một trạng thái tập trung cao độ và tin rằng cái hạnh phúc thiền định đó là sự giải thoát, thì pháp hành thiền chỉ Samatha đó cũng sẽ trở thành giới cấm thủ, tức mê tín vào nghi lễ tín điều. Pháp hành thiền chỉ bản thân nó không bao gồm toàn bộ bát chánh đạo. Nó không có đủ tất cả 8 chi nhánh của bát chánh đạo. Các tầng định, jhana
là những trạng thái tập trung cao của tâm mà không có nhiều trí tuệ trong đó. Một phương diện của trí tuệ mà những thiền sinh thực hành thiền chỉ thấu hiểu được đó là các lạc thú giác quan không thể mang lại hạnh phúc. Thiền tâm từ là một loại thiền chỉ. Có một phần trí tuệ hiện diện trong đó. Đó là hiểu biết rằng lạc thú giác quan không thể mang lại sự mãn nguyện thật sự, không thể mang lại hạnh phúc đích thực. Những hỷ lạc của thiền chỉ quá tốt, quá bình yên đến nỗi người ta thường hay bị dính mắc với nó, tin rằng đây đã là giới hạn tận cùng của hạnh phúc, đây đã là giải thoát. Nếu một người tin rằng bất cứ thể loại pháp hành thiền chỉ nào cũng là nơi chấm dứt đau khổ, thì pháp hành đó trở thành giới cấm thủ. Silapata Paramasa. Từ này có nghĩa rất sâu sắc, không hiểu ý nghĩa của những lời dạy của Đức Phật. Chỉ tụng đọc những lời dạy của Ngài và hy vọng rằng bằng cách đó con người sẽ thoát khỏi đau khổ. Đó cũng là mê tín, chấp thủ vào lễ nghi, tín điều, giới cấm thủ. Hầu hết chúng ta đều tụng kinh, và thật sự việc tụng đọc lại những lời dạy của Đức Phật cũng rất tốt. Tôi thích tụng nhiều bài kệ của Đức Phật, và nếu bạn hiểu nghĩa của chúng và thực hành theo thì đó không phải là mê tín, không phải giới cấm thủ. Nhưng nếu bạn tụng mà không hiểu nghĩa, chỉ tụng đi tụng lại những âm thanh đó và nghĩ rằng nó sẽ mang lại hạnh phúc và mãn nguyện, thì đó là giới cấm thủ. Nó phụ thuộc vào sự phát triển trí tuệ của bạn. Một khi bạn thực sự hiểu và phát triển trí tuệ của mình, bạn sẽ vượt qua được giới cấm thủ. Hãy tưởng tượng một người không còn tà kiến, tức hiểu biết sai lầm, không ghen tị, không còn chấp thủ vào nghi lễ, hình thức, tín điều, tự do biết bao. Rất nhiều người bị mắc kẹt trong những nghi lễ và tín điều. Nếu bạn quan tâm đến sức khỏe tâm lý và nghiên cứu về các bệnh tâm thần và chứng loạn thần kinh, bạn sẽ thấy rằng nhiều người mắc chứng loạn thần kinh cưỡng bức thường làm những việc giống như nghi lễ và tín điều. Họ tin rằng nếu không làm những việc như thế, những điều kinh khủng sẽ xảy đến với họ. Đây là một cái bẫy, một nhà tù. Nghi lễ, hình thức và tín điều bản thân chúng là một nhà tù. Chúng không khuyến khích sự hiểu biết và không cho chúng ta sống cuộc đời mình một cách tự do. Những người chấp thủ vào nghi lễ và tín điều không phải là những người giải thoát. Trí tuệ của họ, suy nghĩ và các cảm xúc của họ không tự do. Khi một người đã vượt qua được tất cả những chấp thủ vào nghi lễ và tín điều, không còn ghen tị, không tà kiến, thì việc giữ năm giới trở thành bản tính tự nhiên của họ. Họ không cần phải cố để giữ giới nữa. Họ không còn nghĩ đến việc phá giới và họ sống cuộc đời họ rất dễ dàng. Lúc này lúc khác, họ vẫn có thể đầy cảm xúc hoặc nổi giận bởi vì họ vẫn còn tham và sân. Nhưng tham sân đó không đủ mạnh để làm hại đến ai cả. Giây phút họ bình tĩnh trở lại và quan sát nó liền biến mất, nó tan biến và họ lại tự do. Tôi biết nhiều người là thiền sinh giỏi khi họ sống ngoài cuộc đời và tiếp xúc với xã hội. Có lúc họ buồn bực và nổi sân, có lúc tham lam, nhưng mỗi khi có thời gian họ hành thiền và trầm lắng trở lại, họ lại được tự do khỏi tất cả những tâm bất thiện đó. Khi ra khỏi thiền và nhìn lại những gì đã xảy ra, họ có thể thấy nó một cách rất rõ ràng. Mặc dù lúc này, lúc nọ, họ đầy cảm xúc, nhưng họ không bị mắc kẹt trong đó. Đó là điều khác biệt lớn. Rất nhiều người bị trầm cảm bởi vì họ bị mắc kẹt trong cơn sân, trong mặc cảm tội lỗi, buồn đau và không thể nào thoát khỏi chúng. Khi bạn đã vượt qua được tất cả những điều này, ngay cả khi bạn chưa hoàn toàn giác ngộ, bạn vẫn cảm thấy rất tự do và giải thoát. Khi có sự tự do ấy, đôi lúc bạn có thể tự cho phép mình sân hoặc tham, nhưng bạn luôn ý thức được sự kiện mình đang tham hoặc sân. Điều đó hoàn toàn ok, bởi vì bạn đã đủ mạnh mẽ và bạn biết mình có thể thoát ra khỏi nó bất cứ lúc nào. Khi hoàn cảnh đòi hỏi, bạn có thể nổi sân hoặc tham hay buồn khổ. Đó là lý do mọi người hay soi mói.
Nhìn kìa, hắn đã hành thiền lâu như thế mà vẫn còn tham như vậy đấy. Nhưng cái tham của họ rất khác và bạn phải hiểu điều này. Đúng là họ sân, họ buồn bực và khóc, nhưng họ không trở nên trầm cảm bởi vì nó chỉ thoáng qua và họ sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi nó. Khi bạn không thoát ra khỏi sân hận, buồn đau mà cảm tội lỗi và xấu hổ, bạn sẽ bị trầm cảm. Trầm cảm nghĩa là bạn bị mắc kẹt trong các cảm xúc của mình, bạn không được tự do. Chính vì lý do đó, việc thực hành thiền chánh niệm, nhất là chánh niệm về các trạng thái tâm, niệm pháp, là cách tốt nhất để vượt qua những cái bẫy này. Nếu bạn thực hành, bạn sẽ không bao giờ bị trầm cảm. Mặc dù bạn vẫn sân, tham và buồn, bạn vẫn có thể lo lắng, bất an, nhưng vẫn không bị mắc kẹt trong đó. Đó chính là trí tuệ. Bạn có thể quan sát mọi thứ một cách khách quan. Làm được điều đó chính là kỹ năng của bạn. Khi thực hành niệm pháp và bốn sự thật cao thượng về khổ, tức tứ diệu đế, chúng ta chỉ thực hành quán chiếu hai phần đầu là sự thật về khổ và sự thật về nguyên nhân của khổ. Hai vế sau, tức sự thật về sự diệt khổ và sự thật về con đường diệt khổ, không thể hiểu bằng suy nghĩ, bởi vì chỉ khi nào chúng ta đạt đến trạng thái giác ngộ thì mới có thể chứng nghiệm nó. Ngay cả khi chứng nghiệm nó, chúng ta cũng không thể quan sát được nó. Đây là điểm rất khó, bởi vì khi một người đắc đạo ở thời điểm đó, chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, họ thấy được tứ diệu đế, tức bốn sự thật về khổ. Nhưng lúc đó, họ không thể quan sát được chúng. Chúng chỉ có thể được chứng nghiệm và được thấy bởi trí tuệ vào đúng thời điểm đó. Điều này có nghĩa là, để phát triển pháp hành, chúng ta không cần phải quan sát hay quán chiếu sự thật về sự diệt khổ, tức Niết Bàn, vì điều đó là không thể. Niết Bàn là nơi chấm dứt của mọi thứ, mọi hiện tượng. Trong thực tế thực hành, chúng ta quan sát bất cứ hiện tượng nào được tạo thành bởi nhân duyên, gồm thân, tâm, các cảm xúc, cảm giác đau, v.v. và thấy chúng đang sanh diệt, bất toại nguyện, tức khổ. Chúng ta cũng có thể quan sát tâm tham, ái dục như là sự thật về nguyên nhân của khổ, nhưng không thể quan sát sự thật về khổ diệt và con đường diệt khổ. Hiểu biết rằng cách thực hành này sẽ dẫn đến chấm dứt khổ là đủ đối với chúng ta. Hiểu và chấp nhận rằng có một trạng thái nơi tất cả mọi hiện tượng đều dừng lại là đủ. Khi ấy chúng ta hiểu rằng thực hành thiền chánh niệm sẽ dẫn chúng ta đến đoạn diệt đau khổ, bất toại nguyện, và điều này mang lại cho chúng ta niềm tin vào pháp hành. Không có niềm tin này, chúng ta sẽ không thể có được động lực cần thiết để thực hành. 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 Hỏi đáp. Bạch Ngài, Ngài nói rằng ý nghĩa thật sự của bốn sự thật cao thượng về khổ là cái khổ được thấy bởi các bậc thánh. Vậy làm sao chúng con có thể thấy được? Một câu hỏi rất hay. Chúng ta hiểu nó một cách hoàn toàn khi chúng ta giác ngộ. Nhưng trước đó, khi pháp hành của chúng ta ngày càng đi sâu, cái hiểu của chúng ta về vô thường và khổ cũng sâu dần. Chúng ta thực hành là để có thể thấy được tất cả mọi hiện tượng do duyên sinh, sanh và diệt không ngừng đều là khổ. Trước khi thực hành, chúng ta không thực sự thấy được điều đó. Chúng ta thấy được nhờ thực hành. Khi phát triển trí tuệ đủ mức, chúng ta có thể nhận ra được điều đó một cách sâu sắc hơn rất nhiều. Và vào thời điểm đó,
người ấy có thể được gọi là giác ngộ. Hiểu biết của chúng ta trở nên hoàn toàn khi chúng ta đắc đạo. Tuy nhiên, trước đó thì có lúc chúng ta vẫn có thể quan sát và thấy được nó, nhưng không phải là luôn luôn. Đôi khi chúng ta thấy sanh và diệt rất rõ ràng. Khi chánh niệm thật mạnh mẽ, rất kinh ngạc là trong một khoảnh khắc quan sát ngắn ngủi, bất kể là chúng ta đang quan sát cái gì, chúng ta có thể thấy được sự thật theo rất nhiều cách khác nhau. Không suy nghĩ, chúng ta thấy rõ nó đang sanh và diệt, và thấy nó là khổ, bất toại nguyện. Chúng ta thấy vô thường và khổ một cách liên tục. Bằng thực hành, bạn ngày càng phát triển niệm và định, samadhi, trong những tầng tuệ giác cao của thiền, vipassana, mọi thứ trở nên ngày càng phi tế hơn, và tất cả những gì bạn có thể thấy chỉ là cái gì đó đang sanh và diệt không ngừng. Trong một số trường hợp, thậm chí bạn không thể nói được cái đó là cái gì nữa. Bạn chỉ có thể thấy nó đang sanh và diệt. Bạn cũng có thể quan sát được tâm quan sát của mình và thấy rằng ngay cả nó cũng vô thường. Nó được gọi là Pati Vipassana. Pati nghĩa là lại. Vipassana nghĩa là quan sát, hành thiền. Chúng ta quan sát một đề mục nào đó và chúng ta quan sát lại luôn cái tâm đang quan sát ấy. Ngay cả sự quan sát cũng trở thành một đề mục để chúng ta quan sát nữa. Và bạn sẽ thấy nó cũng chỉ là một trạng thái tâm khác mà thôi. Trong giai đoạn đầu, chúng ta rất hoan hỷ khi thấy mình đã có thể quan sát. Ồ, mình đang rất chánh niệm này, tâm mình rất tĩnh lặng và giờ đây có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng. Đúng, sự thật là như thế, mọi thứ sanh và diệt rất nhanh. Chúng ta vẫn tự đồng hóa mình với tâm quan sát. Nhưng khi tiếp tục thực hành hơn nữa, chúng ta đạt đến một trình độ mà mình có thể đứng lùi ra sau một bước nữa và quan sát được tâm quan sát. Tâm này đang quan sát đề mục và đề mục đó đang sanh và diệt. Và tâm quan sát này cũng sanh diệt. Ngay cả tâm thiền Vipassana, tâm quan sát, có thể nói như vậy, cũng sanh và diệt. Thiền Vipassana thực ra là một trạng thái tâm và trạng thái tâm này được chúng ta gọi là Vipassana hay tâm quan sát cũng sanh diệt. Sau một thời gian, chúng ta có thể thấy cả hai rất nhanh. Chúng ta thấy được cả đề mục và tâm quan sát đang sanh diệt. Và không cần phải nghĩ, bạn nhận ra rằng ngay cả Vipassana này cũng vô thường. Thực sự đúng là Vipassana cũng vô thường. Tâm quan sát và trí tuệ khởi sanh cùng tâm quan sát này cũng vô thường, bởi vì nó không tự đứng một mình, nó phải đi cùng với một cái tâm. Khi tâm đó sanh diệt, thì ngay cả trí tuệ đồng sanh với tâm đó cũng sanh diệt. Đôi lúc bạn không quan sát được rõ ràng, không hiểu thật rõ, và vì vậy bạn cảm thấy thất vọng. Khi thực hành sâu hơn, mặc dù thiền Vipassana này thật tuyệt vời, nhưng bạn thấy nó bị phụ thuộc vào nhân duyên và thật sự không thể bền vững. Nó không tồn tại lâu. Chúng ta phải tiếp tục thực hành, bởi vì khi dừng lại, bạn sẽ lại đi xuống và điều này cũng trở thành một nỗi khổ nữa. Tâm quan sát đang sanh diệt này cũng không đem lại cho bạn sự nghỉ ngơi thật sự. Mặc dù nó giải phóng bạn khỏi rất nhiều lo lắng, bất an và đau khổ, nhưng bởi vì nó luôn luôn sanh diệt nên cũng không phải là trạng thái nghỉ ngơi yên ổn. Đó không phải là chỗ để bạn an nghỉ. Bạn sẽ hiểu điều đó khi bạn thực hành đến đấy. Người hành thiền và người không hành thiền. Đúng, một kẻ phàm phu, những người không hành thiền thường rất u mê và chấp giữ tà kiến rất mạnh. Một người bình thường nhưng có hành thiền thì sẽ vượt qua được một số tà kiến và không đến mức mê mờ như vậy. Một thiền sinh khi mất chánh niệm có thể bị mắc kẹt trong những sự việc xảy đến và tự đồng hóa mình với chúng và chịu đau khổ rất nhiều. Điều khác biệt
là một người phàm phu bình thường, có hành thiền và quan sát mình, sẽ có thể tự tách mình ra khỏi đau khổ. Bởi vì vào lúc đó, trí tuệ sanh khởi và sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Có hai loại phàm phu, Antha, Putujana, là những con người hoàn toàn mù quáng u mê, và Kanjana, Putujana, là những người u mê một phần, hoặc thậm chí có một phần giác ngộ. Trạng thái giác ngộ này không phải là vĩnh viễn, bởi vì chỉ cần ngừng hành thiền một thời gian, bạn sẽ lại trở nên mê muội và bất an trở lại. Chính vì lý do đó, đối với những thiền sinh phàm phu này, điều rất quan trọng là phải liên tục thực hành. Đừng nản lòng khi nghe rằng nếu ngừng thực hành, bạn sẽ lại mê muội và đau khổ trở lại. Ngày nào bạn cũng phải ăn. Hôm nay ăn rồi, ngày mai lại phải ăn tiếp. Cũng như vậy, hôm nay bạn hành thiền, ngày mai lại phải hành thiền nữa, cho đến khi bạn đạt đến ít nhất là tầng giác ngộ đầu tiên. Hỏi, khi trở thành một bậc thánh Tu Đà Hoàng, tức tầng giác ngộ đầu tiên trong 4 tầng giác ngộ, thì thiền có trở thành một thói quen không? Bạn hành thiền nhiều đến mức có thể, nhưng không liên tục, bởi vì chúng ta nói hành thiền liên tục mọi lúc, tức là chánh niệm liên tục. Chỉ những bậc thánh A-la-hán là những bậc đã đạt đến tầng giác ngộ thứ 4, hoàn toàn giác ngộ viên mãn, thì mới có chánh niệm liên tục, hoàn toàn tự động và tự nhiên. Những bậc giác ngộ một phần thì có chánh niệm đến một mức nhất định nào đó, nhưng không luôn luôn liên tục. Khi một vị thánh Tu Đà Hoàng hành thiền, vị ấy sẽ bắt đầu từ tầng tuệ sanh diệt, nghĩa là ngay lập tức thấy rõ sanh diệt. Bạn không bắt đầu lại từ đầu, bạn bắt đầu từ khoảng giữa, bởi vì bậc thánh Tu Đà Hoàng vĩnh viễn giữ được năng lực và trí tuệ thấy được vô thường. Tôi muốn các bạn suy nghĩ sâu sắc về hiểu biết về khổ và không bị rơi vào trầm cảm. Một thiền sinh có thể hiểu biết về khổ rất sâu sắc, nhưng một thiền sinh giỏi thì không bao giờ để mình bị trầm cảm. Các bạn ở đây đều là những người đã hành thiền và học pháp một thời gian tương đối. Nhưng vào những dịp khác, khi nói với những người mới, tôi sẽ phải nói theo cách khác. Nếu bạn nói với một người mới học đạo rằng tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, tất cả đều đau khổ, không mang lại hạnh phúc thật sự, thì điều gì sẽ xảy ra? Hầu hết người bình thường đều đã bị trầm cảm. Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về những gì xảy ra với họ khi họ bị trầm cảm thêm nữa. Ở đây, tôi có thể nói với các bạn rằng tất cả mọi thứ trên đời đều vô nghĩa. Điều khác biệt là những người không hành thiền coi sự vô nghĩa này là đáng nản và trầm uất vì nó, nhìn nó như một cái gì đó thuộc về cá nhân họ. Nhưng những người hành thiền thì hiểu rằng chẳng có cái gì có thể mang lại hạnh phúc và toại nguyện thật sự cả. Bạn không còn phải đi tìm kiếm hạnh phúc và toại nguyện nữa. Đây chính là tự do. Bạn trở nên tách biệt. Sự bất toại nguyện và đau khổ này không phải là cái khổ của tôi. Khi bạn còn thấy cái khổ này là cái khổ của tôi, thì bạn sẽ trở nên trầm cảm. Nhưng nếu bạn thấy nó chỉ là khổ, là sự bất toại nguyện, không phải nỗi buồn của tôi, nỗi khổ của tôi, mà chỉ là những hiện tượng tự nhiên sanh và diệt, không có ý nghĩa gì để mà phải dính mắc với chúng. Khi bạn thấy như vậy là bạn đã được tự do. Khi tâm có trí tuệ và tự do như thế, nó sẽ không còn bị trầm cảm nữa. Nó tự do và hạnh phúc, và hạnh phúc vì được tự do. Điều rất quan trọng là phải thấy rõ hai cách hiểu khác nhau này. Hỏi về thập nhị nhân duyên. Đáp: có hai cách hiểu về thập nhị nhân duyên, hay còn gọi là pháp tùy thuộc phát sinh. Paticca Samuppada. Đối với chúng ta, những người hành thiền, nó bắt đầu từ việc quan sát, chẳng hạn, mắt và cảnh sắc bên ngoài, bởi vì hai yếu tố này nên nhãn thức sinh lên và bạn có thể quan sát cả quá trình này. Tôi chơi trò này từ rất lâu,
Tôi cố gắng chánh niệm khi nhắm mắt lại và ý thức về nhãn thức. Tôi nhận thức được một cái gì đó, một ánh sáng mờ mờ hay một vài hình ảnh. Giữ chánh niệm, thật chánh niệm, tôi mở mắt ra và đột nhiên có cái gì đó rất khác lạ. Chơi như vậy cả một thời gian dài, tôi có thể thấy được sự sanh khởi của nhãn thức, một loại nhãn thức rất khác biệt. Khi nhắm mắt, ở đó vẫn có nhãn thức, bởi vì bạn vẫn có thể nhìn thấy một chút ánh sáng, không hoàn toàn tối đen. Nhưng vào lúc tôi mở mắt, có một nhãn thức mới sanh khởi ngay lúc đó. Nếu bạn thực hành nhiều lần như vậy, sau một thời gian bạn có thể để mắt mình mở bình thường và chú ý vào đối tượng mình đang nhìn, nhưng đồng thời vẫn có thể quay vào trong và chú ý tới nhãn thức. Hai cái đó khác nhau, tức cảnh bên ngoài và nhãn thức. Cùng một đồng xu, nhưng bạn có thể nhìn thấy được cả hai mặt. Bạn quay đồng xu lại và thấy được cả mặt sau của nó. Cũng theo cách như vậy, nếu bạn tiếp tục thực hành, chẳng hạn với cái nghe, tai, âm thanh và nhĩ thức. Khi nghe một tiếng động, ngay lập tức bạn ý thức được về cái nghe. Cái nghe là một tâm, thực ra nghe là một trạng thái tâm, và bạn có thể chú ý ghi nhận trạng thái tâm đó và thấy nó sanh lên ngay bây giờ. Trước đó, nó không hề có mặt. Bạn có thể thực hành thập nhị nhân duyên, tức Paticca Samuppada theo cách này. Nếu bạn không hay biết và ghi nhận trạng thái tâm ấy, thì cái trình tự ấy cứ tiếp tục, bởi vì sự gặp nhau của ba thứ, gồm tai, âm thanh và nhĩ thức, nên có sự tiếp xúc. Phát xá, Paccaya, Vedana, xúc duyên thọ, bởi vì có sự tiếp xúc giữa tai, âm thanh, nhĩ thức, nên có một cảm thọ phát sinh. Ồ, âm thanh này nghe hay quá, hoặc tiếng động khó chịu quá. Khi bạn thích, nó là lạc. Sô má nắc xá, thích thú, hoan hỷ. Khi bạn không thích, nó là khổ. Đô má nắc xá, tức khó chịu. Vedana Paccaya Tanha, thọ duyên ái. Nghĩa là khi bạn thích, bạn sẽ muốn nó tiếp tục nữa. Đó là tham ái. Tán ha, tôi muốn có nó nữa. Khi bạn không thích, tôi không muốn nó, đó cũng là tham ái. Làm sao nói thọ duyên ái khi bạn không thích nó? Thậm chí, ngay cả khi bạn không thích, chính cái không thích này lại là tiền đề để bạn khao khát cái khác. Tôi không thích cái này, nhưng cái nhưng này chính là tham ái. Tôi muốn cái khác nữa. Tán ha, Paccaya Upadana, ái duyên thủ. Khi cái thích này rất mạnh, nó trở thành dính mắc, níu kéo và bạn không thể buông bỏ được. Dù thế nào đi nữa, tôi nhất định phải có nó bằng được. Upadana Paccaya Phava, thủ duyên hữu, nghĩa là bạn đi và làm điều gì đó đối với nó. Phava, hữu, hay sự có mặt, có hai nghĩa. Một là Kamma Phava, nghĩa là bạn nghĩ về nó, bạn nói về nó và rồi làm cái gì đối với nó. Từ sự khao khát trong tâm, nó đã trở thành hành động. Đó là cách mà cả chuỗi 12 nhân duyên này cứ tiếp tục mãi. Tùy thuộc vào mức độ thực hành của bạn mà bạn có thể cắt đứt chuỗi xích này ở bất cứ mắt xích nào. Nếu chánh niệm thật mạnh, bạn có thể quan sát nó từ giây phút đầu tiên, khi tiếng động, tai, nhãn thức tiếp xúc với nhau. Thế nên, chúng ta thực hành ghi nhận, nghe. Lúc đầu có thể bạn băn khoăn không biết tại sao phải ghi nhận và chú ý đến nghe như thế. Nhưng sau một thời gian, khi đã rất chánh niệm, bạn có thể quan sát được nhãn thức đang sanh khởi ngay lúc này. Đôi khi bạn sẽ thấy rất ngạc nhiên, bạn nghe một âm thanh nào đó hay, và bỗng nhiên bạn cảm thấy, ồ hay quá, tôi thích âm thanh này. Khi tôi quan sát cái tâm thích này lần đầu, tôi rất ngạc nhiên, tôi không thất vọng về điều đó. Tôi rất thích thú khi mình có thể thấy được cái tâm thích này. Điều rất quan trọng là nắm bắt được những khoảnh khắc ấy và quan sát nó, suy nghĩ về nó, sau đó thì không còn đầy năng lực nữa.
nó không rõ ràng, nhưng vào khoảnh khắc nó sanh khởi và bạn tóm được, nó rất rõ. Bạn nghĩ, cái tâm thức này sanh lên đây thật tuyệt. Tôi nhìn nó như một điều gì rất huyền bí. Thật là thú vị, tâm thích đối tượng này. Với cái nhìn, bạn cũng làm y hệt như vậy. Bạn chú ý đến cái nhìn, 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 nhìn. Và bỗng nhiên, khi bạn thấy cái gì đó, cái thích và khao khát lại trỗi dậy. Ồ, thấy và thích, cái thích này trước đây không có mặt. Khi bạn thấy được nó đúng vào thời điểm nó sanh khởi, bạn thấy nó một cách rất khách quan và bạn biết rằng cái thích hay không thích này không phải là tôi hay của tôi. Tôi không phải là người tạo nó ra. Nó sanh khởi bởi vì các điều kiện, nhân duyên tự nhiên và bạn hiểu ra được toàn bộ vấn đề. Trong một thoáng nhìn, bạn thấy rõ sự vô ngã, anatta vô cùng rõ ràng. Khi bạn thấy tham như là vô ngã, là bạn thấy giải thoát, bởi vì khi đó không còn sự đồng hóa bản thân bạn với cái tham nữa. Không đồng hóa nghĩa là tự do, giải thoát. Bạn có tự do để quan sát. Khi bạn phát triển cái tự do, giải thoát này ngày càng mạnh mẽ hơn, khoảnh khắc bạn chú ý, bạn đã được giải thoát. Hỏi, bạch ngài, cái khửu này có liên quan đến nghiệp không ạ? Đáp, hữu có hai nghĩa. Một là nghiệp, cám má, và nghĩa kia là tái sanh. Và ở đây, cả hai nghĩa đều được sử dụng. Khi tham hay sân trở thành hành động, là bạn đang tạo ra một trạng thái tâm đầy sức mạnh. Năng lực của trạng thái tâm này sẽ thể hiện trong một số dạng tồn tại, và dạng tồn tại đó cũng được gọi là nghiệp. Hỏi, khi quan sát một cách đầy chánh niệm, chúng ta có thấy được vô ngã không? Đáp, khi bạn không đồng hóa với nó, chỉ thuần quan sát nó, là bạn đang thấy được vô ngã. Chúng ta phải cố gắng hiểu chỗ này cho thật rõ. Nó là một điểm rất vi tế và khó hiểu. Hỏi về sự chấp nhận. Đáp, nếu bạn quan sát thật rõ, những cái thích và không thích đó sẽ không kéo dài lâu, nó sẽ biến mất. Một số học trò của tôi lúc đầu cũng than phiền rất nhiều. Chúng con có quá nhiều tham và sân thế này, làm sao mà hành thiền được hả thầy? Tôi khuyến khích họ cứ tiếp tục thực hành, và khi tham sân khởi lên, đừng cố đẩy đuổi chúng đi. Đừng cố vượt qua chúng. Thậm chí còn phải cố gắng quan sát chúng một cách kỹ lưỡng hơn. Sau đó, nhiều người trong số họ nói lại với tôi là khi họ thực sự cố gắng quan sát thì nó không còn ở lại nữa, nó đi mất. Đừng cố chiến đấu với nó, mà hãy nhìn nó thật kỹ. Chúng ta thường nghe nói là tham sân là điều không tốt. Vì vậy, ngay lúc có tham sân khởi lên, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là tống khứ nó đi. Đây không phải là thái độ đúng khi hành thiền. Chúng ta có thể đè nén nó trong một lúc nào đó, nhưng tốt nhất là không nên làm điều đó, và cũng không nên tự đánh lạc hướng mình bằng cách làm một việc gì khác. Cố gắng quan sát và chú ý đến nó, bởi vì bằng cách chú ý, chúng ta sẽ vượt qua được nó. Không chú ý sẽ có thể gây ra rắc rối lớn. Tôi muốn nói thêm nữa về sự ức chế và đè nén cảm xúc này, nhưng rất khó để nói. Các bạn biết tại sao không? Bởi vì những người không có chánh niệm không muốn nghe điều đó. Họ sợ phải nghe những từ như thế. Con người bị trầm cảm khi họ không thể kết nối và tiếp xúc được với các trạng thái tâm của mình. Khi bạn đè nén tâm tham, nó sẽ trở thành trầm cảm. Trong các cuốn sách về tâm lý học có nói, nếu bạn bị tổn thương về tinh thần và đè nén nó sẽ trở thành uất ức, sân hận, xấu hổ, mặc cảm hoặc tâm lý tội lỗi, và bạn sẽ bị trầm cảm. Điều đó đúng, nhưng ngay cả khi bạn đè nén tham muốn, bạn muốn một cái gì đó và đè nén nó trong lòng, là bạn đã bị chết về cảm xúc và bạn sẽ bị trầm cảm. Bất cứ sự ức chế cảm xúc nào cũng có thể trở thành trầm cảm. Đây là một quy luật tâm lý rất rõ ràng. Chỉ bằng cách quan sát, chúng ta mới vượt qua được nó. Chúng ta cần phải học cách chú ý, hiểu
và thể hiện nó một cách hợp lý. Khi bạn giận, đừng cố giả vờ là mình không giận. Nếu cứ sống giả như thế, bạn sẽ bị trầm cảm. Ngay cả khi bạn thấy ngã mạn, kiêu ngạo, đừng giả vờ rằng mình không như thế. Hãy biết nó và chấp nhận nó. Nền văn hóa thời đại bây giờ đang dạy chúng ta làm những điều sai trái. Nó làm chúng ta nghĩ rằng mình là người xấu trong khi chúng ta là người tốt. Và nghĩ mình là người tốt trong khi thực sự mình đang xấu. Khi bạn biết mình đã làm điều gì đó sai, hãy thừa nhận và chấp nhận nó. Và khi làm điều tốt, cũng tự nhận với chính mình là mình đã làm tốt. Chấp nhận sự thật về những gì đã thực sự xảy ra là con đường duy nhất đi đến tự do và giải thoát. Chối bỏ là trói buộc. Thời bây giờ, người ta thường dạy chúng ta là hãy sống hạnh phúc. Nếu bạn thật sự hạnh phúc thì tốt, nhưng đừng cố tỏ ra là mình hạnh phúc. Nếu sống giả tạo, bạn có biết điều gì sẽ diễn ra không? Bạn sẽ lại bị trầm cảm nữa. Đừng giả tạo. Nếu bạn không hạnh phúc, hãy chấp nhận, thừa nhận điều đó và nói về điều đó. Hỏi: đối với những người đàn ông trầm cảm bởi vì họ gặp phải những bà vợ quá quắt hay đòi hỏi thì sao ạ? Đáp: bạn có biết tại sao mình bị trầm cảm không? Bởi vì bạn chưa học cách nói không. Bạn cứ nhượng bộ mãi và chẳng biết làm gì nữa. Bạn muốn chạy trốn, bạn không muốn nhìn mặt cô ấy tí nào nữa. Nhưng bạn lại không thể sống thiếu cô ấy. Vì vậy, trong tâm bạn có mâu thuẫn rất lớn. Bạn đè nén nó và ngày càng thêm buồn bực và đánh mất lòng tự trọng. Bạn tức giận với cô ấy nhưng lại không thể thể hiện được nỗi tức giận của mình. Bạn càng sống giả tạo theo cách này thì bạn sẽ càng bị trầm cảm nặng hơn. Bạn phải học cách nói không một cách thích hợp, không phải là bác bỏ người khác mà là để cho họ biết rằng tôi chỉ có thể làm được đến đó. Học cách nói không là điều rất quan trọng. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một quãng đời của tôi. Tôi đã dạy các con của tôi cách nói không. Chúng ta phải học cách nói như thế. Chúng ta không thể tránh được bởi vì mọi người luôn đòi hỏi bạn nhiều hơn mức bạn có thể cho. Bạn cần phải cho mọi người biết đâu là giới hạn. Tôi thích bạn, tôi tôn trọng bạn và muốn giúp đỡ bạn. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm được. Điều này không có nghĩa là tôi không yêu mến bạn. Tôi yêu bạn và chăm lo cho bạn, nhưng tôi cũng phải có những giới hạn của mình. Không biết cách nói không và cho quá nhiều sẽ làm cho bạn bị trầm cảm nữa, bởi vì bạn không thực sự sống thật với những cảm xúc của mình. Điều này không chỉ áp dụng đối với vợ chồng mình mà còn đối với cả sếp của mình nữa. Hỏi về vô ngã. Đáp: không ích kỷ nghĩa là bạn giúp đỡ người càng nhiều càng tốt, nhưng không được vượt quá khả năng của mình. Vì vậy, bạn phải biết được giới hạn của mình. Vô ngã thực sự chỉ xảy đến khi bạn giác ngộ. Nhưng trước khi đạt đến giác ngộ hoàn toàn, bạn không được giả tạo rằng mình không có ngã mạn. Chúng ta sống ở hai thực tại khác biệt nhau. Trong thực tại quy ước này, chúng ta sống như thể mình là một con người, có một cái tôi, và chúng ta không thể phủ nhận điều này. Thông thường, tâm chúng ta tự đồng hóa với bất cứ cái gì. Chỉ khi chúng ta hành thiền và quan sát thật kỹ thì mới thấy được rằng tất cả mọi thứ chỉ là những hiện tượng tự nhiên, luôn luôn thay đổi. Lúc bình thường, chúng ta không ở trong trạng thái thiền sâu. Chúng ta vẫn cảm thấy có một cái tôi ở đó. Một linh hồn hay một cái gì đó thường còn ở đó. Chúng ta phải hiểu thực tại quy ước này và cần phải hiểu rằng còn có một thực tại tuyệt đối khác. Nếu bạn hiểu được cả hai thực tại thì sẽ dễ dàng sống ở thế giới này. Nếu chúng ta tự đồng hóa mình với tất cả mọi cảm xúc, tình cảm và suy nghĩ và bị mắc kẹt trong đó, chúng ta sẽ tạo thêm nhiều rắc rối nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống bình thường, chúng ta vẫn phải cư xử và sống như một con người. Vì vậy, sống như một con người bình thường và không bị mắc kẹt trong các cảm xúc là điều rất quan trọng. Khi bạn ngày càng chánh niệm hơn,
bạn có thể tự điều chỉnh mình vào trong trạng thái tâm thiền lại nhiều lần và tự giải phóng bản thân mình, dù chỉ là trong những khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Hỏi, hiện tượng này nơi chúng ta có thể chuyển từ thực tại này sang thực tại khác thì có cần phải thật quân bình, tức xả hay không? Đáp, có, điều đó rất đúng. Vài tuần trước, tôi nhận được một bức thư của một người đệ tử ở Miến Điện nói rằng khi con có thể chuyển sang trạng thái tâm vô ngã, không có ai ở đó cả, thì con có thể đối phó với các vấn đề của mình rất dễ dàng. Đây là cách đối phó tốt nhất. Dù là sân giận, buồn đau hay bất cứ loại tham muốn nào, khoảnh khắc bạn chuyển sang trạng thái tâm ấy, bạn sẽ thấy nó chỉ là vô ngã, chẳng có ai ở đó cả. Trong trạng thái tâm đó, bạn thực sự cảm nhận được cái tâm không có tôi. Bạn có thể quan sát cái tâm ấy lại nhiều lần và thấy được sự giải thoát khỏi nó nữa. Không có sự đồng hóa trong đó, nó nhẹ nhàng và tự do. Chưa phải tự do và giải thoát hoàn toàn, nhưng ở đó có rất nhiều tự do. Hỏi, nếu thấy được vô ngã thì có thể dễ dàng buông bỏ thân thể này được không? Như trường hợp của những người chết đuối chẳng hạn. Đáp, nếu bạn biết bơi, nếu bạn làm việc gì đó mà chẳng đem lại kết quả tốt đẹp, thì chẳng có ý nghĩa gì để làm việc đó cả. Vào lúc đó, khi tâm không bị mắc kẹt trong cái ngã, cái tôi, thì bạn sẽ có được quyết định rất đúng đắn, rất tốt đẹp. Bạn có rất nhiều trí tuệ và sự sáng suốt. Bất cứ quyết định nào bạn đưa ra cũng sẽ là quyết định đúng đắn nhất. Bạn không ra quyết định dựa trên cái ngã, cái tôi của bạn, mà xuất phát từ sự hiểu biết về hoàn cảnh thực tế. Khi bạn hành thiền và đưa tâm vào trạng thái đó, không có bản ngã, thì sau khi xuất khỏi thiền, bạn vẫn duy trì được nó tới một mức độ nào đó. Bất cứ điều gì bạn xem xét cũng sẽ không bị thiên vị. Tất cả chúng ta đều phải sống trong cái thực tại thông thường này. Ngay cả khi bạn đã đắc đạo, bạn vẫn phải tiếp xúc với mọi người. Và khi tiếp xúc, bạn không thể ở trong thực tại tuyệt đối đó được. Khi tiếp xúc, bạn ở trong thực tại thông thường. Nhưng bởi vì bạn đã chứng nghiệm được trạng thái tâm vô ngã và trí tuệ này, vì vậy, ngay cả khi bạn không còn ở trong trạng thái tâm ấy nữa, nhưng bạn vẫn có trí tuệ và hiểu biết sâu sắc. Điều đó không phải là ích kỷ. Trí tuệ này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Bởi nếu không có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, thì hành thiền còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Bạn không thể sống hoàn toàn trong thực tại tuyệt đối. Thiền tập phải có tác dụng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rừng thiền Sóc Sơn, năm 2014. 114. 114. 114.